Mọi người nha, và chia sẻ tương tác giùm em mọi người ơi. Rồi mọi người vào tương tác chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ha. Hôm nay em like thun thái quần với lại chăn váy nha mọi người ha. Vào tương tác chia sẻ bài giùm em đi mấy chị, bát ít tương tác lắm. Facebook bị chặn like rồi nên là mấy chị mua hàng tương tác nha, để cho em bị khỏi ảnh comment nha mấy chị nha. Rồi và chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Áo hôm nay nhiều lắm. Đây 200 áo lắm mấy chị, tha hồ mà mua nhiều mẫu nữa. Rồi like luôn nha mấy chị ơi, tương tác giùm em đi mọi người ơi. Hôm nay cuối tuần mấy chị đẩy view lên giùm em đi, mấy chị chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài đi mấy chị, thun thái bên em bán có 50 ngàn một áo thôi. Chắc hơi bị nhức mắt cho mọi người luôn này. Chia sẻ bài đi mọi người. Rồi 50 ngàn thông thái đang mang mấy chị, và tương tác chia sẻ bài cho em Nhi nè, để được view lên mấy chị ơi. Nay cuối tuần mà sao ít người vậy ta. Đưa lại cái vườn. Xong thông báo live bên này sao không thấy ai người coi dữ hả. Tương tác đi mấy chị. Bên trang này trang mới nên là ít người lắm.
Rồi mọi người vào tương tác đi mấy chị, đông người chia sẻ đi mới đông vui để em mới có động lực mà em like được, chứ không là ít người quá nhàm lắm đi qua đi lại. Nè nè nè. Rồi em lấy áo luôn nha mấy chị nha. Áo đang mang 50.000 đủ mẫu đủ kiểu này. Cái này cam kết áo thun thái cho mấy chị ha. Khi nhận hàng mấy chị kiểm tra giùm em. Không phải chắc thun thái mấy chị không cần phải nhận hàng đâu nha mọi người. Cái này em Nhi bữa nay bán 50.000 cho mấy chị thôi. Rồi chốt cho em luôn mấy chị trắng 50. Trắng 50 mấy chị tương tác giùm em đi. Vì vú như bên đây chán người ta. Rồi trắng giùm em luôn 50 mấy chị. Chia sẻ nha mọi người. Trắng 50, 57kg đôi lại mang vừa ha. 57, 58 cho mấy chị cũng mang vừa hết. Trắng 50 nè. Đủ màu, đủ kiểu hết đó mấy chị. Tất cả đều là thun thái. Rồi vàng giùm em luôn 50. Vàng 50 nha mấy chị, 58kg đôi lại mang vừa. 38kg mấy chị vẫn mang được cho em luôn ha. Tại vì cái này là form áo mấy chị. Form áo vừa này nè. À, rất là dễ mang, 38 cho đến 58kg lắm mấy chị đều mang được cho em nha. Rồi chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Vàng 50 dưới 58 cái mang vừa ha. Vàng 50 dưới 58 cái mang vừa nè. 50.000 một áo đồng giá mấy chị. Chốt giùm em luôn là xanh 50. Xanh 50 nha mấy chị ha. 58 cái lại mang vừa. Áo đấy xanh, chút xanh giùm em xanh 50. Bữa nay chị nằm mua thun thái thì ở lại like mua nha mấy chị ha, chuyên thun thái. Rồi tiếp giùm em luôn hồng, trời ơi hồng phong rộng luôn đấy mà. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị, 50 dưới 60kg. Nghe số ký đặt hàng giùm em nha mọi người. Hồng 50 dưới 60kg, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Hồng 50 dưới 60kg mấy chị, ai lấy hồng chốt hồng. Này phong rộng giáo quần. Xanh 50 thấy An Nguyễn nè. Rồi mã hồng này 60kg đô loại màu bí không chen được. Hồng. À lấy hồng chốt hồng giùm em. Chốt hai sản phẩm đi đơn nha mấy tình yêu ha. Áo này mặc sướng lắm. Mình mặc con mình mặc thế gì cũng được, mẹ mình mang gì cũng được, tùy theo cái màu, cái mẫu mấy chị lựa chọn ha. Rồi chốt giùm em luôn mã đen 50 dưới 55kg. Cái này mua cho con mình mang cũng dễ thương quá trời luôn nè. Dễ thương cho theo nè. Phía dưới này là xoắn phía trước nè mấy chị. Rồi mã đen 50 dưới 55kg. Đen 50 với 55kg, chị nào lấy đen đúc đen nha. Đen 50 với 55kg, hồng cho chị Hoa Hồng đen. Đen 50 luôn cho chị Thúy An Nguyễn. Rồi hết đen quá khác đi mấy chị. Bữa nay chuyên thông thái mấy chị mua mấy cái gì mai sướng lắm. Chặt không xù, không nhăn, không xệ gì luôn đó mấy chị. Nhất nách luôn. Rồi tiếp cho em luôn là trắng chữ. Trắng chữ 50 dưới 58kg, 38kg mấy chị vẫn mang ok cho em nha. Chắc này xịn lắm mấy chị. Không nhăn, không xù, không xệ mà thấm hút mồ hôi nữa. Bao giặt mới giặt. Rồi mã trắng chữ. Trắng chữ 50. Trắng chữ 50. Rồi tiếp cho em luôn là hồng nè. Trời ơi áo nó xinh dã man luôn hồng nè. Đó cái hồng thì giống cái đen đó mọi người. Rồi hồng giùm em luôn 50 dưới 55kg. Cái này con mình mang cũng rất là dễ thương ha. Hàng theo phía dưới sắm bụng. Rồi hồng 50. Hồng 50 mấy chị dưới 55kg nha. Hai số ký đơn hàng giúp em nè. Có màu xanh nè. Áo này xinh nè. Rồi lấy xanh chút xanh giùm em luôn 50. Hồng 50 cho chị Thanh Thanh này. Trần Thị Thanh Thanh này lên số họ luôn chị. Rồi xanh 50. Tắt nhạc luôn đi Phượng ơi. Cái gì ta? Có bị ẩn không nha? Tương tác thì mọi người chia sẻ với bài giùm em Nhi nha. Rồi lấy xanh chút xanh giùm em luôn 50 nè. Xanh 50 nè. Áo này cưng này, chị nào có con mà 40kg cho nó mang cũng rất là dễ thương đó. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị mã trắng 50 nè. À lấy trắng 50, chút trắng 50 giùm em ha. Áo quá xinh luôn nha mấy tình yêu ơi, áo thái đẹp lắm. Rồi trắng giùm em luôn 50 mấy chị dưới 55kg. Hôm nay chuyên một áo thái thì mấy chị mua nè. Bữa nào không lấy áo thái đâu chị hỏi rồi, vì mấy chị nhận hàng chắc đã lắm, 50.000 không bao giờ nghỉ hả. Áo chị lọc bao nhiêu ký mặc vừa, 58kg luôn nha chị ơi. Rồi tiếp giùm em luôn là vàng 50 với 55kg. Vàng 50 với 55kg, chị nào lấy vàng chút vàng. Áo thun thái nha mấy tình yêu ơi, thun thái ha. Rồi tiếp qua một mẫu nữa. Hàng toàn mới chị, ghi toàn mới, cái này mới về không á. Rồi ơi cái môn này nhức nách đưa mấy má thôi. Rồi môn giùm em luôn 50 mấy chị dưới 58kg ok. Môn 50 với 58kg. Môn 50 với 58kg, chị nào lấy môn chút môn nha. Cái bút đục này bị ẩn lại rồi. Chán ghê.
chia sẻ bài cho em nghe nha, chia sẻ tương tác cho nó khỏi bị ấn bài nha mọi người. Rồi ai lấy môn chúc môn mấy chị, môn 50 sao băng giá quen đúng không? Rồi tiếp giùm em luôn, rồi cái bò này xinh quá luôn. Rồi bò giùm em luôn 50 mấy chị với 56kg phôm bình thường nha. Bò 50 với 56kg thun thái chuẩn xịn loại 1 hàng tem mát nha mấy bà. Rồi bò 50 với 56kg màu này tối mặc gọn đi làm cũng ok nè. Bò 50 với 56kg. Rồi tiếp giùm em luôn mã chữ. Rồi mã chữ, chữ nha mấy chị, 50.000 với 57kg. Chữ 50.000 với 57kg hay lấy chữ chút chữ nè. Chữ 50 nha mấy chị ha, với 57kg nha, chữ phối nè. Chữ chữ 50 mấy chị với 56 57kg nha. Chị nào lấy chữ tức chữ giùm em nè. Mã chữ. Áo đang mang 50.000 bạn ơi, áo đang mang 50. Cái này theo luôn ấy, đẹp lắm. Ai áo đang mang thì chốt đi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Đợi xíu đi chị, em lấy áo xong lấy quần rồi qua chân váy ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã đỏ một cái duy nhất, xinh chưa? Đỏ giùm em luôn 50 mấy chị với 58kg. Đỏ 50 với 58kg, gì nào lấy đỏ chút đỏ giùm em nè, tay phối nè. Quá xinh luôn ha. Rồi lấy đỏ chút đỏ giùm em ha. Rồi đỏ cho chị My Kim Trần. Áo đang mang cho Ngọc Diễm Linh ghé 50. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị qua nha. Rồi tiếp giùm em luôn mã hồng nè. Áo thái mặc sướng thấy mồ luôn mà rẻ quá mấy chị ơi. Rồi hồng này cho em luôn mấy chị 50 với 58kg. Hồng 50 với 58kg, chị nào lấy hồng chút hồng. Hồng 50 mấy chị dưới 58kg ha. Thun thái chắc đã lắm luôn á mấy bà ơi. Rồi hồng 50 mấy chị dưới 58kg. Rồi tiếp giùm em luôn là mã xanh. Rồi xanh 50 mấy chị dưới 58kg nha. Chị nào lấy xanh chút xanh giùm em. Tương tác chia sẻ bài đi mọi người ơi, mình đang sao like ít vậy ta. Rồi xanh giùm em luôn 50 mấy chị. Xanh 50 với 58kg nha. Chị nào lấy xanh chút giùm em mã xanh. Cái này gấu theo luôn nè. Và áo chị nè, mua áo đi áo về. Rồi ai lấy xanh chút xanh giùm em nha. Mã xanh. Xanh 50 với 58kg, em có đọc số ký á. Áo đang mang hết rồi chị, có màu khác, đợi xíu có màu khác. Rồi tiếp giùm em luôn là áo trắng sọc, mã sọc đi. Rồi sọc giùm em luôn 50 với 56, 57kg ha. Sọc 50 với 56, 57kg nè, chị nào lấy sọc chút sọc nè. Sọc này đẹp quá trời luôn á, sọc theo nha mấy bà, mã sọc. Rồi áo đang mang em qua mấy chị có màu khác nha, màu đang mang hết rồi. Rồi áo đang mang là em có màu xanh mạ nè. Rồi xanh mạ giùm em luôn mấy chị, xanh mạ nè, đẹp quá trời, trắng sọc cho trần hoa, qua chút đơn được không? Rồi sọc 50 trần hoa nè. Rồi cái này chú giùm em luôn là xanh mạ 50 giống như đang mang ha. Đây, cái này theo nha. Rồi xanh mạ cho chị hoa hồng đen 50 nè. Em quên mất chị ơi, mới đi vào đắp về xong. Bữa nay em còn lai trễ nửa tiếng nó quên mất. Rồi tiếp giùm em luôn là mã trắng 50. Trắng 50 ha, giống như đang mang mã trắng 50. Trắng 50 mấy chị dưới 58kg mang vừa ha, hàng theo thun thái nha. Nói chung chắc rất là xịn sò cho mọi người. Giặt không nhăn không xù không xệ mấy chị. Tương tác chia sẻ bài cho em Nhi. Rồi trắng 50 nè. À đây trắng chút trắng giùm em 58kg mang ok. Côm lẫn lẫn mấy chị dễ mang lắm. Rồi tiếp giùm em mở sọc đẹp nữa. Trời ơi sọc nữa sọc nữa. Hôm nay lấy áo lấy quần và lấy chân váy nha mấy chị nha. Rồi sọc cho em luôn 50 với 57kg. Hoa hồng đen lên số chị ơi. Đơn rồi má. Rồi sọc 50 với 57kg. Trời ơi thun thái bên em mấy chị đặc biệt chắc luôn á. Bình thường mấy chị ra mấy chị mua áo này từ 80.000 trở lên, bên em đi bán 50 thôi. Rồi mã sọc. À lấy mã sọc, chốt mã sọc nha. Rồi qua mã vàng dày tay này giùm em luôn, đẹp chưa? Rồi vàng cho em luôn mấy chị 50.000 với 60kg luôn ha. Thun thái có nón nè. Rồi vàng giùm em luôn 50 mấy chị với 60kg, thun thái có nón tay dài luôn. Vàng 50 với 60kg ha, mặc dưỡng da dưỡng kem, con mình cứ đi học thêm cho nó mang cũng được, đỡ nắng. Rồi vàng giùm em luôn 50 với 60kg nè. Ở đó vàng chút vàng. Tương tác chia sẻ bài nha mấy chị ha. Rồi tiếp giùm em mã môn nè. Môn xinh quá giống như đang mang mã môn. Môn 50 với chị với 58kg. Môn 50 với 58kg, gì nào lấy môn chút môn, cái này theo nha mấy bà. Rồi môn 50 với 58kg, lấy môn chút môn.
Môn 50 với 58 ký nha. Rồi tiếp giùm em luôn mã gạch nè. Vàng 50 cho sao băng dáng. Rồi giờ lẫn rồi đó. Đọc được mấy cái lúc đầu thôi à. Rồi lên mã gạch giùm em. Môn cho Tuyền Linh Nana. Môn gạch. Gạch 50 với 58 ký, chỗ áo thì xịn quá mấy má ơi. Có túi luôn, gạch đẹp chưa? Rồi gạch giùm em luôn 50 với 58 ký. Đơn gửi qua chị gửi chưa gửi rồi chị ơi. Đơn chốt là đi đơn rồi nha mấy chị. Rồi gạch 50, anh ấy gạch chốt gạch nè. Rồi tiếp giùm em luôn cái xanh này xinh chưa nè. Rồi xanh giùm em luôn mấy chị tay phối nè. Rồi xanh giùm em luôn 50 ha, xanh 50. Dưới 58 ký thì nó xanh chút xanh. Xanh mã phối rất là xịn sò luôn nha mấy bà. Xanh 50 giùm em đi ha. Xanh 50 nha mấy chị ha, dưới 58 ký. Chị nào lấy xanh chút xanh. Chốt hai sản phẩm cho em như đi đơn nha mấy chị, mua mấy cái gì mang ở nhà vải mát lắm. Rồi tiếp giùm em luôn màu đen nè. Rồi đen 50 với 58 ký. Thun thái nha mọi người. Đen 50 với 58 ký. Theo nha. Đen đẹp quá đúng không? Trời ơi, chắc này là 10 người khách là 10 người khen. Em nói thật luôn. Bán sát giá lắm. Rồi lấy đen chút đen giùm em luôn 50 nè. Đẹp lắm. Rất là xịn. Đen cho Hiển Thị. Đen Hiển Thị 50 nè. Kính chị mang có bán không? Kính đang mang 45. Có đen trắng, đen hồng hay màu. Lấy cái đen nó pin cái kính cho chị luôn. Rồi vàng giùm em luôn 50 kính đi kìa. Vàng 50 nha mấy chị ha. Vàng 50 giùm em luôn. Thun thái. Cái này bán sát giá bán vui vậy thôi mấy chị ạ. Bán mùa dịch vậy thôi chứ không có lời, ít lắm. Rồi vàng giùm em luôn 50 nha mấy chị ha. Vàng 50. Dưới 58 cái mang vừa nè. Vàng trắng da lâu cũ. Vàng 50. Kính đang đeo kính hồng kính đen giùm em luôn 45.000 nha. Rồi, đi mát đi du lịch đi này đi kia kính đen kính hồng 45.000 cho em Nhi. Còn mấy nó lên hết rồi chị. Rồi tiếp giùm em luôn mã bò. Rồi mã bò giùm em luôn 50 với 60 kg tay dài. Bò 50 với 60 kg gì nào lấy bò chút bò giùm em tay dài nha. Có nó thun thái. Bò 50 với 60 kg này chị nào lấy bò chút bò cho em Nhi nè. Vàng 50 cho hoa ngô. Vàng 50 hoa ngô. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã trắng. Rồi trắng giùm em luôn 50 với 58 kg. Trắng 50 với 58 kg gì nào lấy trắng chút trắng giùm em. Trắng 50 với 58 kg nha. À lấy trắng chút trắng nè. Giống tái gì năng mang đó. Hàng của chị Mơ này xong gửi rồi chị ơi. Em đọc đơn là phát là đi luôn rồi đó chị. Có rộng lấy hai mấy cái. Chị Thảo Vy á, chị yêu á. À không, không. Để coi thử. Cái này đang like là form vừa. Size lớn là chị bao nhiêu ký á chị Ali? Ali ơi, rồi nó có phô máu tùm lum mới đó mấy chị, 60-65 tùm lum hết mấy chị, ngay số ký đặt hàng nha. Chứ cô em cũng chưa biết nữa, để đọc rồi đọc số ký thì mới biết được. Quần đang mang size L chị 130. Quần đang mang LV mẫu mới nha, SML 130 nha. À lấy quần chốt quần SML 130. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị Môn nè. Có khóa cho chị Tuy Nguyễn ơi. Môn giùm em luôn 50 mấy chị, Môn 50 dưới 58 cái mang vừa nè. Mà Môn đang hot đó. Môn 50 dưới 58 cái mang vừa. Chị nào lấy Môn chốt Môn nè. Thì em còn màu khác nè chị. Xanh nè. À nó xanh chút xanh giùm em luôn 50 nè. Xanh 50 nha mấy chị ha. Xanh 50 với 58 ký thun thái nha. Nhận hàng mà không phải chắc thun thái thì mấy chị không cần nhận đâu. Chốt quần XL chị mặc cho chị Thủy Tiết. Rồi quần mặc SML nha mấy chị. Ngúa LV mẫu hot á. SML 130. Rồi xanh giùm em luôn đi xanh. Có cam đang mặc 56 ký vừa không? Vừa chị nhưng mà cam hết rồi. Qua mẫu khác đi chị ơi.
cam hồi nãy hết rồi, đây có một cam phối được không? Cái này chú giùm em luôn cam phối. Cam phối giùm em luôn 50. Cam phối 50 nha mấy chị nha. Mai xương. Môn hết mai cam xương. Hết cam rồi, qua cái khác đi, chú giùm em mã cam phối nè. Xanh còn không? Xanh còn. Xanh cho mưa nàng trong. Xanh mưa nàng trong mã cam phối. Giống cái em gì đang mang đó, cam phối. Cam phối 50. Dưới 58 kg ok nha, thun thái xịn luôn, giặt không bao giờ xệ vải đó. Rồi chốt giùm em luôn là mã cam phối. Tiếp giùm em luôn là xanh phối. Xanh phối. Có quần năng mông không chị? Xanh phối, năng mông có luôn, lết chi năng mông. Xanh phối giùm em luôn 50. Rồi tiếp giùm em luôn là vàng phối nè. Có bán thiếu không chị? Dạ không. Ai lấy vàng vàng phối chút giùm em luôn vàng phối. Xanh cho Hà Thu. Xanh gì? Xanh phối thôi nha, chứ xanh kia là hết rồi nha. Ai nói xanh phối thì chốt giùm em xanh phối, xanh kia hết rồi. Rồi tiếp giùm em luôn là trắng 50. Trắng 50 mấy chị ơi, trắng 50, chị đợi nó trắng chút trắng giùm em. Trắng 50. Dưới 58kg nha, chị nợ lấy trắng giùm em. Rồi tiếp giùm em luôn mã, trời ơi áo này nó xịn má ơi luôn á. Sọc, chốt giùm em luôn mã sọc. Sọc giùm em luôn 50 với 58kg. Sọc 50 với 58kg, chị nợ lấy sọc chút sọc giùm em nha. Thun thái chắc rẻ thôi mà bao hàng xịn luôn. Rồi sọc giùm em luôn 50. Nhiều áo nhiều mẫu lắm, đẹp lắm đi bà ơi. Rồi tiếp giùm em luôn sọc vàng 50. Sọc vàng 50 với 57kg nha. Hàng theo này, hàng xịn nè, hàng MH xịn sò luôn. Sọc cho chị su đi chương. Sọc su đi chương. Hết sọc rồi nha. Hết sọc rồi, qua sọc vàng giùm em luôn 50. Sọc vàng 50. Su đi nguyện. Vậy bà. Rồi sọc vàng giùm em luôn 50 nha. Sọc vàng 50. Dưới 57-58kg. Chắc này mặc sướng, nói chung là ở nhà mặc rất thoải mái rồi đó. Không chê vào đâu được cái thun thái bên em đâu. Hết sọc 50 rồi chị Thị Tiến ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn hồng 50, nhiều mẫu lắm. Trời ơi về mấy cái máu rồi, nhiều mẫu. Rồi và hồng giùm em luôn 50 với 57-58kg nè. Hồng 50 với 57-58kg, chị nào lấy hồng chốt hồng. Rồi tiếp luôn nè, mã này chốt giùm em mã đẹp nha. Rồi mã đẹp. Rồi đẹp giùm em luôn với chị 50.000 với 57-58kg. Đẹp giùm em luôn ha. Đẹp 50.000 với 58kg nè. Sọc tay. À, lấy mã đẹp chốt giùm em luôn mã đẹp ha. Này phối phối thì xinh nè. Rồi đẹp giùm em luôn 50 với 58kg nha. À, lấy đẹp chút đẹp nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã gạch. À, lấy gạch chút gạch giùm em luôn mã gạch. Gạch 50 nha mấy chị ơi. Gạch 50 với 58kg nha. Chị nào lấy gạch chút gạch cho em Nhi. Gạch thun thái chắc xịn sò giả mang luôn mấy bà. Rồi gạch giùm em luôn 50. Mã đẹp. Mã đẹp cho chị Lan Nguyễn. Còn mã đẹp không? Hết. Quần đang mặc chốt chị chưa, chốt cho chị Thị Tiết rồi. Rồi chị ơi, tiếp giùm em luôn. Chốt hai sản phẩm đi đơn không dùng đơn giúp gạch em nha. Gạch con heo. Gạch con heo. Rồi tiếp giùm em luôn là mã trắng. Trắng 50. Trắng 50 với 57-58kg. Thun thái xịn nha mấy bà. Mua thử một hai cái nhà mang này biết chắc liền à. Mặc hoài luôn á. Rồi mã trắng giùm em luôn 50 với 57-58. Trắng 50 với 57-58, hay lấy trắng chút trắng. Tiếp giùm em luôn mã sọc nữa nè. Ai thích sọc đo bập sọc sọc cam đi. Có lên trắng sau lưng chị. Sọc cam, sọc cam. Rồi sọc cam giùm em luôn ha. Sọc cam 50 với 57-58. Sọc cam 50 với 57-58. Rồi. Cam phối là cái mặt này. Cái gì? Người ta đọc cái gì? Cam phối còn không? Cam phối còn nha chị, cam phối còn. Rồi tiếp giùm em luôn là sọc hồng 50. Trắng Thí An Nguyễn. Trắng Thí An Nguyễn. Rồi sọc hồng 50. Sọc hồng, sọc cam 50 nữa. Chị nào hỏi sọc đâu, bật cái sọc đi. Đẹp quá trời nè. Mỗi thứ có cái hả. Rồi tiếp giùm em luôn là sọc vàng 50. Sọc vàng 50 với 57-58. Nãy chị nào chốt mã sọc, chốt sọc đi mấy chị. Sọc đẹp nhất nó. Rồi cái này chốt giùm em luôn có chị mã xanh dương. Xanh dương này bán 38-40kg, chị mang cũng được luôn á. Này đẹp lắm. Rồi này chốt giùm em luôn mã xanh dương 50 với 55kg nha. Hàng theo sóng bụng nè. Xanh dương 50.
sọc cho con heo. Sọc nào? Rất là nhiều màu. Sọc cam, sọc hồng, sọc vàng là chị lấy sọc nào đây ạ? Rồi sọc cam nè. Chị Trân mới đợi xíu nha chị. Sọc hồng nè. Cái xanh chị Nhi đang mang cho chị cô Ba Miệt Vườn. Ok chị nè. Rồi sọc vàng nè, sọc hồng, sọc cam, lấy sọc gì? Lấy quần lại lai em. Yeah. Quần này nè, quần đang mang nè, đưa chị cái này chị xô lên, cậu phải đứng lên đứng xuống nhé. Rồi gạch giùm em luôn 50, gạch đẹp chưa? Gạch giùm em luôn 50 dưới 58kg ha. À lấy gạch chốt giùm em, mở gạch cái này có túi nữa nè. Gạch. Gạch đi mấy chị, à lấy gạch chút gạch giùm em nè. Mở gạch. Rồi quần đang mang đủ size SML nha. Sọc cam con heo. Sọc cam con heo. Quần đang mang SML 130. Cái này mẫu LV, mẫu hot nha mấy chị. Quần đang mang SML 130 đấy cao. 50.000 một áo mấy chị. 50.000 một áo thôi mấy tình yêu ơi, nó rẻ lắm mấy chị ơi mà nó đẹp lắm nha. Rồi tiếp dùm em luôn mã trắng 50 với 56 57kg. Có khi còn mình đang căng nam đi. Rồi trắng dùm em luôn 50 với 57 58kg nha. Chị nào lấy trắng chút trắng dùm em. Trắng 50 với 57 58kg mấy bà ơi. À lấy trắng chút trắng nha, mã trắng. Có quần đùi thun không em? Có quần đùi thun luôn chị. Sọc vàng 50. Sọc vàng 50 cho chị Ngô Lệ. Áo đang mặc hết rồi chị Mơ Nàng Trong ơi. Trời ơi đầy áo lên chỗ mấy bà, cứ đang mang làm gì? Trắng còn đúng không? Trắng mã trắng. Rồi sọc vàng nè, sọc vàng nè, mã trắng nè. Mã trắng cho Phúc Kiều Phạm. Rồi Alex sọc hồng con cái nữa mấy chị bập luôn ha. Sọc hồng giùm em luôn 50 với 57 58 nè. Alex sọc hồng chốt giùm em sọc hồng nè. Rồi ai thích xanh dương thì chốt giùm em mã xanh dương nè. Xanh dương con cái nè, xanh dương 50 nè. Coi giảng nhẹ chị. Rồi xanh dương 50 với 57 58 nha. Alex xanh dương chốt giùm em xanh dương nè. Đưa chị coi cái mã trắng trắng nào đưa coi thử. Ơ lộn lộn rồi bà trắng nè. Rồi lấy xanh dương chốt giùm em xanh dương nè. Cam phối nãy chị là hỏi có ai lấy không? Cam phối giùm em luôn 50 với chị dưới 58kg thun thái nha. Nếu mà nhận hàng không thun thái không cần nhận. Em nói thật luôn á. Đấy. Rồi này chốt giùm em cam phối 50 ha. Cam phối 50. Cái đó là áo trắng á chị ơi chứ phải khoác đâu. Rồi xanh phối giùm em luôn 50. Xanh phối 50, chị nào nói xanh chút xanh. Cam phối cho Mơ Nàng Trong. Cam phối Mơ Nàng Trong, rồi xanh phối. À nó xanh phối nha. Rồi xanh vàng. Dương cho Suri Nguyễn. Xanh dương Suri Nguyễn. Rồi vàng phối giùm em luôn 50 đó chị ơi, dưới 58 chỉ mang ok, chắc rất là xịn nha. Rồi vàng phối. Vàng phối giùm em luôn 50. À lấy vàng phối chút giùm em luôn vàng phối đi mấy chị, vàng phối đi đẹp lắm, vàng phối nha. Xanh phối còn. Xanh phối. Xanh phối cho chị Thúy An Nguyễn. Rồi ơi cái này chốt giùm em luôn mã trắng đẹp quá trời nè. Rồi trắng có túi luôn mấy chị, mã trắng. Trắng giùm em luôn 50 với 57 58kg nha. À lấy trắng chốt giùm em luôn mã trắng. Phúc Triệu Phạm lên số đi chị. Phúc Triệu Phạm lên số điện thoại đi chị ơi. Áo đang mang chốt giùm em ha. Ai lấy áo hồng đang mang chốt, áo hồng em đang mang đi. Hồng đang mang. Rồi tụ nu tay dài này cho em luôn 50 mấy chị. Nu 50 tay dài 50. Brief phông ngắn nha. Rồi nu 50, chị nào lấy nu chút nu nè. Lấy vàng phối đi chị, Mưa Nàng Trong. Vàng phối. Rồi này chốt giùm em luôn mã dây len 50. Dây len 50 với 55kg. Dây 50 với 55kg, chị nào lấy dây chút dây. Có một dây dài không? Dây 50 với 55kg. Rồi tiếp qua mẫu nè. Em đang lấy áo với chị, xíu qua quần với căn váy sau nha. Rồi tiếp giùm em luôn là vàng 50 nè. Phúc Triệu Phạm. Vàng giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 60kg mang ok luôn nè. Vàng giùm em luôn 50 dưới 60kg nha. Chị nào lấy vàng chút vàng nè. Đây lỡ luôn. Vàng 50 dưới 60kg nha. Rồi tiếp giùm em luôn mã bò. Bò này dễ thương chưa? Cắn. Rồi bò giùm em luôn 50 với chị lay bầu luôn nè. Trắng 50 cho Ngô Lệ. Trắng 50 Ngô Lệ nè.
Rồi bò phối mấy chị, bò phối rồi có lai bầu nữa. Bò 50 mấy chị dưới 56 57 kg nha. Chị nào lấy bò chốt bò giùm em nè. Bò 50 dưới 56. Dưới 56 57 kg nha, chị nào lấy bò chốt bò nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng chữ nè. Trắng chữ giùm em luôn 50. Chưa 3 bộ là đã 30.000 rồi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng, trắng chữ đi. Trắng chữ giùm em luôn 50 nha mấy chị ha. Trắng chữ 50. Dưới 58 kg. Rồi ai lấy trắng chữ chốt giùm em mã trắng chữ nè. Chốt hai sản phẩm đi đơn nha mọi người nha. Không dồn đơn nha. Like đơn nào đi đơn đó giùm em. Quần đang mặc em chốt cho chị thì tiết rồi nha chị. Quần đang mang SML 130. Quần đang mang SML 130. Chị nào quần đang mang thì chốt ha. Mẫu EV SML 130. Rồi tiếp giùm em luôn mã hồng nè. Hồng giùm em luôn 50 mấy chị dưới 58 kg. Hồng 50 dưới 58 kg. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Rồi môn giùm em luôn 50 mấy chị. Ai lấy môn chút môn nè. Hồng cho mi kim trần. Hồng mi kim trần. Hết hồng. Hết hồng rồi. Hồng mới phát đi. Hồng đang mang được không chị? Rồi cái này chốt giùm em luôn là môn 50 nè. Môn 50 mấy chị dưới 60 kg nha. Chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50 với 60 kg nha. Chị nào lấy môn thì chốt môn nè. Tiếp giùm em luôn mã hồng nè. Chốt giùm em luôn hồng 1 nha. Rồi nè, chốt giùm em luôn mã hồng 1 đi mấy chị cho nó khỏi nhầm nha. Hồng, hồng 1. Rồi hồng 1 giùm em luôn mấy chị 50.000 dưới 60 kg. Hồng 1 giùm em luôn 50 với 60 kg nha. Ai lấy hồng 1 chốt giùm em luôn hồng 1 nè. Hồng 1. Rồi qua cho em luôn mấy chị ơi, mã trắng trắng phối này đi. Thương chưa? Rồi lấy trắng phối chút giùm em luôn trắng phối mấy chị. Rồi trắng phối giùm em luôn ha, 50.000 dưới 57 kg. Trắng phối 50.000 dưới 57 kg. Có quần ngố thun không? Ai lấy trắng phối chút giùm em luôn trắng phối, ngố thun còn không cha? Trắng phối nha mấy chị 50. Rồi còn cái mấy chị, còn cái ngố thun năng mông nè. Ngố thun năng mông 95.000 SML. Cái này từ 40 đến 55 kg là mang vừa. Rồi 95.000 nha mấy chị, 40 đến 55 kg mang vừa. Cái này ngố thun năng mông. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, mã đen. Đen giùm em luôn 50 ha, dưới 57-58 kg. Ai lấy mã đen chốt giùm em mã đen nè. Đen 50 cái dưới 50 kg. Cái này không có thùng hả cái gì? Không chị, nó gì vậy thôi. Nó L đi em. Đen cho chị lên trần. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã gạch 50. Gạch giùm em luôn 50 nha mấy chị ha. Gạch 50 chứ 60 kg nè. Chị nào lấy gạch chốt gạch nè. Gạch 50 chứ 60 kg nha. Ai lấy gạch chốt gạch giùm em ha. Gạch 50 chứ 60 kg nè. Quần mang size L cho chị Bùi Nhung. Quần mang size L cho Bùi Nhung kìa. Rồi tiếp giùm em luôn còn size gì? Còn không còn size gì. Còn một ly ở dưới nữa kìa. 99 rồi chị. 130. Rồi này chốt giùm em luôn mã trắng. Trắng 50. Trắng 50 ha, chị nào lấy trắng chút trắng giùm em mấy chị, trắng 50. Trắng 50 dưới 60 kg nha, chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 50 mấy chị dưới 60 kg. Ai lấy trắng chút trắng ha. Rồi dùng qua đây. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị, coi đen cây còn có mẫu nào treo không đi. Cái gì vậy bà, cái này có quần đùi mà ta. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã xanh lạ nè. Xanh lạ giùm em luôn 50. Gạch cho lên trần. Trắng còn không? Trắng.
Rắn như tu đi Nguyễn. Rắn tu đi Nguyễn. Hết gần rồi thầy ơi. Dạ, 120. Quần Nam An còn SML 3 size 130. Dạ đúng rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, xanh đẹp quá trời nè. Xanh màu lạ lắm. Xanh lạ 50, xanh lạ 50 với 58 kg. Xanh lạ 50 với 58 kg. Ai lấy xanh lạ chút xanh lạ nè. Có mẫu khác ở trên á, chỉ cái cho chị coi trang. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã sọc trắng. Sọc trắng 50 nha mấy chị ha. Sọc trắng 50 nha mấy chị, dưới 57 kg nè. Cái này gấu theo chữ theo luôn, trời cái trắng này đẹp kia á. Rồi sọc trắng giùm em luôn 50 nè. Ai lấy sọc trắng chốt giùm em luôn sọc trắng nè. Sọc trắng 50. Xanh lạ cho Phạm Bích Hải. Xanh lạ Phạm Bích Hải ghé. Rồi mã hồng này cưng này mấy chị, hồng 50 thun thái đi mặt nhà sướng quá trời, chắc nó bền lắm mấy bà. Cái này còn cái đúng không? Rồi hồng giùm em luôn 50 mấy chị ơi, hồng 50 với 57 kg nha. Hồng 50 với 57 kg nha, chị nào lấy hồng chốt hồng. Trái tim hóa đá. Trái tim hóa đá nè. Trái tim hóa đá nè. Đến số đi chị, trái tim hóa đá rồi. Rồi mới mấy lần rồi, chắc 5 lần rồi đó. Rồi hồng giùm em luôn 50. Hồng 50. Tiếp giùm em luôn sọc cam, mấy áo này xinh lắm, sọc ít hàng lắm đó chị. Sọc cam 50 với 57 kg. Sọc cam 50 với 57 kg. Chế hồng mới vào tương tác cho em Nhi nha. Hồng Thúy An Nguyễn sọc cam đi mấy chị, sọc cam. Toàn hàng mới về không á, Trung Thái bên em không bao giờ có hàng đâu. La xong là hết ngay à. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã vàng cho áo này cưng quá. Vàng giùm em ha, 50.000 38 cho đến 55-56 cái mang vừa. Có kính trắng chưa Nhi? Kính trắng gì ta? Kính trắng là kính trong quá hả? Hay sao? Kính trắng là kính trong mà chị hay sao? Hết hồng 50 rồi chị mới hàng trong ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn vàng 50 nha mấy chị, 38 cho đến 55-56 cái mang ok. Sọc cam cho chị Tuyền Linh Nana. Tuyền Linh Nana ghé. Cái vàng này đẹp quá trời đấy mấy má. Ai lấy vàng chút vàng. Cái gì lên nữa vậy? Cái dây. Dây xong mang vậy. Vàng. Vàng 50 dưới 56 kg 38 kg mang ok luôn nha. Rồi chốt giùm em mã cam 50 với 55 kg. Cam 50 với 55 vàng kg. Vàng Linh Trần. Vàng Linh Trần. Cam 50 với 55 kg, chị nào lấy cam chốt cam nè. Hàng theo đồ hết mấy chị, hàng rất là xịn. Rồi cam 50. Rồi quần này còn cái size nè mấy chị, 99.000 nè. Giống như quần em đang mang vậy đó, ống rộng vậy đó, đáy cao đấy. Rồi chốt giùm em trong quần set có cái hả? 99.000. Đây còn đủ size không Trang? Đủ size đúng không? Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ. Đỏ 50 với 56 57 kg. Quần đang mang size L cho Hoa Ngô. Quần đang mang size L cho chị Hoa Ngô 130. Quần đang mang hiện tại em còn S với M thôi là hết rồi nha. Rồi tiếp giùm em luôn đỏ 50 với chị với 56 57 kg. Dễ thương quá. Đỏ 50 với 56 57 kg. Kính trắng luôn chị. Coi có mấy cái kính trong đưa chị luôn cha. Rồi này chốt giùm em luôn là mã sọc vàng 50 với 56 kg. Đỏ Phạm Bích Hải. Đỏ Phạm Bích Hải. Sọc vàng 50. Sọc vàng 50 với 56 57 kg hàng theo nha. Rồi tiếp giùm em luôn là kính trắng. Kính trắng giùm em luôn 40, cái này có cái không hả? Dạ. Kính trắng giùm em luôn 40. Kính trắng 40 chị nào lấy chốt nha. Học vàng cho con heo. Học vàng. Rồi tiếp giùm em luôn là sọc xanh. Trời áo này xinh dữ trời. Sọc heo lên số. Sọc xanh 50 với 56 kg. Sọc xanh 50 với 56 kg. Sọc xanh. Sọc xanh 50 với 56 kg nha. Tiếp giùm em sọc đỏ. Cái gì vậy ta? Đóng này thử. Rồi sọc đỏ giùm em luôn 50 với 56 kg. Ai lấy sọc đỏ chút giùm em luôn sọc đỏ. Quần đang mang còn SM nha mấy chị, 130 em vì hot nhất luôn. Hương heo lên số chị. Rồi tiếp giùm em luôn sọc môn. Lên sọc môn đi mấy bạn ơi. Rồi sọc môn giùm em luôn 50 với 56 kg. Kính trắng cho Nguyễn Oanh.
Kính trắng còn cái nè Nguyễn Oanh. 40. Rồi tiếp giùm em luôn mã này chú giùm em, mã kính trong 40 một cái luôn. Kính trong 40. Rồi sọc môn giùm em luôn. Hàng Thái MH đó chị, hàng xịn luôn á. Dạ hoài. Dạ em cảm ơn nha. Không xù không tệ, đùi thun không có đâu chị ơi. Sọc xanh cho Bùi Thị Hồng Theo. Sọc xanh Bùi Thị Hồng Theo đi, số điện thoại giùm em ha. Rồi sọc môn 50 với 56 kg. Sọc môn 50 quần chung còn mấy cái này nè. Đây nè. Rồi quần này giả váy mặc nhà 45.000 mấy chị, chốt giùm em luôn quần hồng 45. Quần xanh 45 với lại quần trắng 45 nè. 40 đến 60 kg là mang vừa ha, cái này quần giả váy đẹp lắm. Trắng 45, xanh 45, hồng 45, chị nào lấy chốt quần. Rồi kính trong đang mang còn cái luôn 40. Cho cô Ba Miệt Vườn. Sọc môn cô Ba Miệt Vườn. Phôn rộng em đăng like nè chị, đợi xíu ngay xuất ký đặt hàng nha. Kính rộng đen cho Phương Heo. Rồi một cái luôn, hết luôn nè Trang. Còn kính hồng đến đây chị bán em. Rồi tiếp dùm em luôn là mã kính kính hồng đang đeo 45.000. Rồi kính đen 45.000. Kính đen 45 á chị, kính hồng 45 chị nào lấy chốt nha. Rồi áo bò này cho em luôn 50 với 60kg. Ừ. Rồi bò dùm em luôn 50 với 60kg nè. Cái này có nón tay dài luôn Thung Thái nha. Em đang like Thung Thái hết á. Rồi bò dùm em luôn 50 với 60kg nha. Chị nào lấy bò chút bò nè. Bò 50 với 60kg. Chị nào lấy bò chút bò. Tiếp dùm tiếp dùm em luôn là mã kính nâu. Đặt hàng lên bill không đổi hàng nha. Rồi kính nâu dùm em luôn 40. Ai lấy kính nâu chốt dùm em luôn kính nâu 40. Rồi kính trắng 40 cho em Nhi nè. Kính nâu 40 và kính trắng 40. Trời ơi kính hả chị, rẻ bèo mà mua vài cái để dành xài mấy chị. Đi đâu đi du lịch check in rồi này kia. Có 40.000 cái à, mua thêm xài đi mọi người ơi. Đó. Rồi kính trắng 40, kính nâu 40, chị nào lấy chốt nha. Kính trắng 40, kính nâu 40. Nguyễn Oanh đơn chưa gửi chị. Rẻ bèo mà. Nhi riêng có dùng phải 10 cái kính. Đi đâu đó mà đeo mấy chị, lâu lâu mới có. Hết gọn đen cho chị Nguyễn Oanh ơi. Bò cho Thị Tuyết. Bò 50 Thị Tuyết. Cái gì vậy ta? Rồi lên cho em luôn á chị, lên luôn ngố đen SML chắc rinh nha. Ngố đen SML dùm em luôn, ống rộng 99.000. Kính đen 45 cho Thu Hà ghé. Kính đen 45 cho chị Thu Hà ghé. Nè, bịch đâu nãy cái bịch này đâu rồi ta. Kính đen 45 cho Thu Hà ghé. Đây, ai lấy kính nâu kính trắng thì chốt dùm em nha. Rồi tiếp cho em luôn á chị, ngố đen SML 99.000. Ngố đen SML 99.000. Cái này còn màu gì ta? SQL à? M 50 tay dài còn không? Hết rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị, ngố hai màu nè, SQL nè 99.000 nè. Ngố hai màu SQL 99.000 nè. Ai đó hai màu chốt giùm em luôn hai màu, rồi lên cho em luôn mã kính xịn 60. Hai màu màu xám màu tối cho mấy chị luôn nè. Rồi kính xịn 60, cái này người ta bán 120.000 em bán có 60. Kính bữa 59 nước lên mình thuận. Kính xịn 60 nha. Có kính đi đêm không? Rồi ai lấy kính xịn chốt giùm em luôn kính xịn. Kính xịn giùm em đi mấy chị ơi. Rồi qua tiếp cái áo mới nữa nè. Rồi này chốt giùm em luôn là vàng 50. Vàng 50 nha mấy chị ha. Vàng 50 giùm em luôn dưới 58kg. Chị nào lấy vàng chút vàng giùm em nha. Vàng 50 dưới 58kg. Màu nu nãy giờ mới có một cái luôn á trời. Rồi nu giùm em luôn 50. Nu 50 mấy chị dưới 58kg nha. Chị nào lấy nu chút nu. Ai lấy mã nu chút giùm em mã nu nè. Nu 50 dưới 58kg nu. Thung Thái nha mấy chị ơi. Tiếp giùm em luôn là mã đen nè. Ai lấy mã đen chốt giùm em luôn mã đen 50. Đen 50. Đen 50 với 58kg nha. Chị nào lấy đen chốt đen. Nu Phương Heo. Bịch chị mà còn không? Áo đang mang còn. Bịch rách dồn vô đi. Bay lung tung hết kìa. Rồi bò giùm em luôn 50 với 58kg. Ai lấy bò 50 chốt giùm em mã bò 50. Quần ngố đen tư mờ cho Hồng Thủy Đinh. Ok chị. Rồi tiếp giùm em luôn là trắng 50. Trắng 50 với 60kg nha mấy chị ha. Nè. Đó, highlight luôn, nhức nách luôn Thung Thái. Trắng
50 với 60 kg nha. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 50 với 60 kg. Áo vàng đen cho Hồng Thủy Tinh. Áo hồng, áo vàng, áo vàng, áo đen Hồng Thủy Tinh. Hồng Thủy Tinh lên số giùm em mấy chị. À lấy trắng chút trắng nha mấy chị ơi, rồi tiếp giùm em luôn mã cam. À lấy mã cam chút giùm em luôn mã cam. Rồi cam hay like với mấy chị ha, 50 ngàn với 60 kg thun thái. Nhận chắc không phải thun thái là nghỉ chơi em Nhi cũng mất chị. Không cần nhận hàng luôn, em cam kết vậy là mấy chị yên tâm nhá. Rồi cam 50. Cam 50 với 60 kg, chị nào lấy cam chút cam. Áo đang mang màu hồng đang mang, chị nào lấy chốt giùm em nha. Rồi bò giùm em luôn 50, dưới 58 kg. Rồi trắng này còn cái nữa chị nào lấy chốt nè. Trắng 50 dưới 60 kg giùm em ha, highlight. Ai lấy trắng chút trắng giùm em nè. Trắng 50 còn cái nè. Dưới 60 kg nha, thun thái xịn mấy bà ơi. Trắng 50 màu đen nè. Đen đẹp. Trắng cho Tiền Linh Nana. Trắng Tiền Linh Nana highlight nữa quá đẹp luôn. Rồi đen 50 dưới 60 kg giùm em luôn. Đen 50 dưới 60 kg gì nào để đen chút đen ha. Chốt hai sản phẩm cho bên em đi đơn. Hôm nay em like áo thái, quần và chân váy mấy chị. Còn không like cái gì ngồi ba cái này nha. Rồi đen giùm em luôn 50 với 60 kg. Tiếp giùm em luôn hồng 50. Hồng 50 với 60 kg nha. Chị nào lấy hồng chút hồng nè. Hồng 50 với 60 kg. Hay lấy hồng chút hồng. Hồng đang mang cho Trần Hoa. Hồng đang mang em chốt cho chị Trần Hoa. Trắng cho chị Tiền Linh Nana rồi chị. Trắng rồi chị. Rồi vàng giùm em còn luôn 50 hả? Đen. Đen cho Võ Lan. Trắng chị Võ Lan không có nha chị. Hết trắng. Rồi qua vàng này chị. Em còn vàng với hồng nè. Mẫu này còn vàng với hồng, chị nào lấy chốt nha. 50 ngàn với 60 kg chắc tung thái mấy bà. Vàng hồng 60. À lấy vàng hồng chút. Vàng hồng 60 nha. Chị còn lọ thơm không? Lọ thơm là lọ gì chị? Rất là lọ thơm. Số điện thoại có địa chỉ hôm qua chị phải gọi em cũng được. Đen hết rồi chị Huy Lê ơi, vàng cho chị Suri Nguyễn. Vàng Suri Nguyễn. Rồi còn cái hồng. Ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn 50 với 60 kg nha. Chị nào lấy hồng chút hồng. Rồi trắng chữ giùm em luôn 50 với 60 kg. Ai lấy trắng chữ chút giùm em luôn trắng chữ ha. Trắng chữ giùm em luôn 50 với 60 kg nè. Ai lấy trắng chữ chút giùm em luôn trắng chữ. Rồi môn giùm em luôn 50 với 60 kg. Môn 50 với 60 kg, chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50 với 60 kg. Ngó hàng cho chị Nam Trần còn gì? Đây đây. Nam Trần hồng. Hồng. Đen gì ta, đen hết rồi đúng không? Đen hết đen rồi chị ơi, hết đen rồi quá khắc đi chị, hết đen rồi. Rồi tiếp giùm em luôn vàng 50 với 60 kg nè. À lấy vàng chút vàng giùm em luôn trong thái để bèo à. Chắc xịn lắm, giặt hoài không tề vải đâu nha mấy bà. Rồi tiếp giùm em luôn mã sọc nè. Sọc 50 với 57 kg nhé. Sọc 50 với 57 kg gì nào để sọc chút sọc giùm em nè. Cái lọ mà có ba cái cây để phòng nó lạnh để thơm. À còn. Còn chị ơi. Rồi bò giùm em luôn 50, bò lay bầu đẹp chưa? Bò 50. Bò 50 với chị hai với 57 kg nha. Chị nào lấy bò chút bò giùm em nè. Áo đồng mang chút giùm em mã sọc đỏ 50. Quần là còn S với M nha, 130. Quần còn S với M 130. Này còn thư gì vậy? Môn như chị Hương Lý ghé lấy. Môn Hương Lý nè, 50. Nè, có hả? Chị Huy Lê đặt thêm để đủ đơn đi nha chị. Có một cái không đi đơn được. Một cái em không đi đơn được đâu nha. Rồi lên cho em luôn. Trời ơi, cái này chốt cho em mã kính đẹp 55 ngàn. Kính đẹp 55 ngàn. Chị nào lấy kính chốt nè. Kính đẹp 55. Thôi cái này chốt cho em kính trắng đi. À, kính trắng 55 đi mấy chị, với lại kính đen 55, kính đi mát siêu to đẹp luôn. Rồi bao mát cho mấy chị luôn. Kính trắng 55 và kính đen 55, chị nào lấy chốt. Kính trắng 55 và kính đen 55. Bò cho chị Nam Trần. Bò Nam Trần. Hết rồi, treo hết rồi.
còn SM. Rồi lên cho em luôn mã quần mấy chị, SM 99.000. Quần SM 99.000, chị nào lấy chốt giùm em nha. Quần SM 99.000, chị nào lấy chốt nè. Lên cho em luôn mã xanh lạ. Xanh lạ, trời ơi, màu này đẹp quá vậy. Rồi xanh lạ giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 58, 59 chỉ mang vừa. Xanh lại giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 59 cái mang vừa. À, lấy xanh lạ chốt giùm em luôn xanh lạ nè. Rồi màu đen nè. À, lấy đen chốt đen giùm em ha, mã đen. Đen. Hả? Rồi đen giùm em luôn 50, đen thể thao. Đen 50 mấy chị, dưới 56, 57 ký nha. Chị nào lấy đen chốt đen. Đen 50. Đen hiển thị. Có ngón rộng mà rách không. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, vàng 50. Vàng 50 nha mấy chị ha, dưới 57, 58 ký nha. Chị nào lấy vàng chốt giùm em luôn vàng nè. Vàng 50. Quần xe mờ. Quần xe mờ đó. Quần xe mờ thì chị vỏ loan. Quần xe mờ vỏ loan 99. Cái tên cùng đó. Rồi cái này chốt giùm em luôn là bò 50. Bò 50 nha mấy chị, dưới 57, 58 ký nha. Chị nào lấy bò chốt bò nè. Bò 50 dưới 57, 58 ký. Bịch to, cứ quần xong đó như bịch quy định. Bò giùm em luôn 50 dưới 57, 58 ký. Bò 50 à. Nhìn lại đi. Giống hả? Ừ. Rồi này chốt giùm em luôn là bò 50. À cam chứ. Kính đen nha Nguyễn Oanh. Kính đen nè. Ủa mới nhét cái bịch vô đây đâu rồi ta. Kính đen 55 cho Nguyễn Oanh. Rồi lấy kính trắng thì chốt giùm em luôn kính trắng 55 nha. Kính đường như kính đen em còn á, chị nào lấy thì chốt. Rồi bò giùm em luôn á chị 50, 50 ngàn. À cam chứ, cam 50. Cam 50. À lấy cam chốt cam. Cam 50 với chị ơi, dưới 56, 57 ký nha. Chị nào lấy cam chút cam giùm em nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng nè. Trắng cho em luôn 50. Rồi trắng giùm em luôn 50 với chị dưới 57, 58 ký nha. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 50 dưới 57, 58 ký, còn có xám không? Xám còn nhiều mà. Nó còn cục ở dưới đằng sau kìa. Có quần lớp kim lửng đen không? Có quần lớp kim lửng đen không? Rồi quần năng mông mấy chị, quần ngố tung nè. Cam cho Phạm Bích Hải. Quần ngố tung năng mông nha mấy chị nha, 95.000, 40-55 kiếm ăn vừa. Ai lấy quần ngố tung chút giùm em quần ngố tung nè. Trắng. Rồi tiếp giùm em luôn đỏ mấy chị, đỏ giùm em luôn 50. Đỏ 50 nha mấy chị ha, dưới 58 cái mang vừa. Đỏ có túi nè mấy chị, chốt hai sản phẩm cho em Nhi đi đơn nha. TB tươi hoàng lên số đi chị. Đỏ 50 dưới 56, 57 cái mang vừa nè, chị nào lấy đỏ chốt đỏ nè. Đỏ 50, ai lấy đỏ chốt đỏ nha. Rồi một cái nu xuất sắc luôn. Không chị ơi, chỉ có vậy thôi à. Hình như nó qua mẫu hot rất rồi sao. Hai ngố thun đen cho Hoàng. Cái gì? Hai ngố thun đen cho Hồng Thị Đinh. Bên này có một cái hả? Còn, còn không? Rồi hai cái ok chị là hết luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Nu 50 với 56, 57 ký. Nu 50 với 56, 57 ký. Chị nào lấy nu chút nu. Quần này còn xe gì? Một cái nữa. 55 nữa còn một đống như mình. 95. Rồi nu 50 với 56, 57 ký. Rồi ngố xám mấy chị, ngố xám chuột CM nha nè. Rồi ngố xám CM giùm em luôn còn cái mấy chị 99 ngàn. Ngố xám CM còn đó cái 99 ngàn. Đỏ vỡ lon 50. Chốt hai sản phẩm đi đơn nha mấy chị. Quần ngố thun dày không phải dày chị. Rồi ôi em nói với chị mặc không bao giờ mà hư luôn á, không xệ luôn á. Tại vì cái chất năng mông này rất là xịn, không phải là hàng thường đâu. Nu cho chị TB tươi hồng lên số luôn nu này.
Hàng thường bên em bán có 55.000 quần mà. Cái này đã 95.000 quần thì nó quá đang quá xịn luôn rồi. Mặc hoài vậy đó chị, nó không xịn luôn. Rồi bạc CS giùm em luôn mấy chị. Bạc CS 99.000. Bạc CS 99.000, chị nào lấy chốt nè. Quần ngố này thịnh thò lắm. Mặc rồi cái này chốt giùm em luôn là vàng 50 với 57-58 kg nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Vàng 50. Vàng 50 với 57-58 kg nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng nè. Rồi tiếp giùm em luôn là bò 50. Bò 50 với bò 50 với 57-58 kg nha. Chị nào lấy bò chốt bò giùm em nè. Bò 50. Rồi lên cho em luôn ngố đen SML 99.000. Ngố đen cắt rinh nha, SML 99.000. Ai lấy ngố đen chốt giùm em mã ngố đen. Ai lấy ngố đen chốt giùm em mã ngố đen. Rồi xanh 50 với 55 kg với chị, áo này có sóng bụng đó nè. Xanh 50 với 55 kg nha, chị nào lấy xanh chốt xanh nè. Cái này áo hoa theo luôn á mấy chị, xanh 50. Rồi lên đường ngố không? Gì? Có lên đường không chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là sọc 50. Sọc 50 nha chị ha. Sọc bò cho Vinale. Bò 50. Rồi tiếp giùm em luôn là sọc 50 mấy chị. Sọc 50 nè. Dưới 56-57kg mang vừa nha. Chị nào lấy sọc chốt sọc. Sọc bán chạy lắm. Sọc cái nào lên cũng hết hết trơn á. Rồi tiếp giùm em luôn là hồng 50 mấy chị. Dưới 56-57kg nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Ai chưa có số thì hô lên, người ta còn đó, người ta còn lên. Cái đen tươi hồng lấy số đi chị. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè, mã hồng nè. Rồi gặp cho em xanh với TB tươi hồng luôn lên số đi chị ơi. Rồi lại đặt hàng lên số đi chị ơi, xanh tươi hồng. Rồi gặp giùm em. Hả? Sọc cho Huy Lê. Sọc Huy Lê. Rồi gạch giùm em luôn 50 mấy chị dưới 60kg nha. Chị nào lấy gạch chốt gạch nè. Gạch 50 dưới 60kg nha. Lấy gạch chốt gạch giùm em nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng xoắn, xoắn eo bao đẹp nè. Trắng giùm em luôn 50 dưới 55kg nè. Theo nha, xoắn eo luôn. Trắng 50 dưới 55kg hay lấy trắng chốt trắng nè. Trắng 50 dưới 55kg hay lấy trắng chốt trắng. Rồi mã phối cam. Phối cam giùm em luôn 50. Phối cam 50, phối cam 50 mấy chị hàng theo nha. Dưới 57kg nè. Ai lấy phối cam chốt giùm em phối cam. Phối cam 50. Rồi xoắn eo, xoắn eo, xoắn bụng màu vàng nè. Rồi chốt giùm em luôn vàng 50. Vàng 50 với 55kg, chị nào lấy vàng chốt vàng nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, lên cho em luôn quần năng mông, nhưng mà cái này là quần là quần dài nha mấy chị nha. Năng mông quần dài giùm em luôn SML 85.000. Em mất chị Huy Lê. Cái gì? Trắng. Trắng Huy Lê. Ớt là 95 á, trên line chốt cho mấy chị 85 đi còn mấy cái à. Rồi cái này là quần lết ghi năng mông nha mấy chị ha, chắc đã lắm, xài hoài không bao giờ xù xệ nha. Rồi 85.000 SML 3 size. Mấy chị báo số ký em lấy size cho nha. Rồi ai lấy quần chốt quần 85 đi, kèm số ký hoặc kèm size. Mất kính đang đeo có bán, có bán chị có ơi. Chị mất kính đang đeo chốt giùm em kính trắng 55. Rồi kính đang đeo chốt giùm em luôn là kính trắng 55 và kính đen 55. 65kg mặc vừa không? Không chị, không vừa đâu chị ơi. Vàng 50 cho cô Ba Miệt Vườn. Vàng 50 cho cô Ba Miệt Vườn. Vàng xoắn là mã này đó. Đúng. Rồi kính trắng, kính đen 55.000, chị nào lấy chốt nha. Rồi cam dùm em luôn 50 mấy chị, với 55 luôn 6kg nè. Chị nào lấy cam chốt cam nè. Cam 50 với 55, 56kg nha. Chị nào lấy cam thì chốt cam giùm em nè. Mã cam nè. Rồi lên cho em luôn mã hồng 50 nè. Hồng 50 với 60kg nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng nè.
Hồng 50 với 60kg đó chị. Anh lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Kính đang đeo màu đen màu trắng giùm em luôn 55.000. Chị nào lấy chốt nha. Lấy chị hai vùng dài 48kg. Ok chị. Chị Hồng Thủy Linh. Trời ơi cái quần này nó xịn lắm mấy chị ơi. Nhất mắt luôn em nó thật á. 85k 45kg. Để em lấy size cho chị kia bao nhiêu. Hai quần là 48kg hả? 48kg. Kính đen như chị Ali Ali nè. 8kg nè, rồi chị kia bao nhiêu? 45kg. 45kg rồi. Quần là 95 mà đúng không? 85.000 thôi. Rồi kính trong này em còn cái 40 chị nào lấy chốt nè. Kính trong này em còn cái 40 chị nào lấy chốt giùm em ha. Kính trong còn cái 40. Chế nào lấy kính trong chốt giùm em luôn kính trong nha 40. Có cái một duy nhất à. Cái gì? Kính đen 45 chốt Ali Ali. Kính đen. Kính đen 55 chứ chị, em đang like là 55 mà. Kính đen 55 nha. Kính đen kính trắng là 55.000, chị nào lấy thì chốt. Ai lấy quần nữa thì chốt quần nha mấy chị đủ size. Hồng 50 với Hồng Phúc. Hồng 50 chị Hồng Phúc. Rồi lên tiếp đi mới nè. Rồi tiếp giùm em luôn là môn 50 nè. Môn 50 với 57 58kg nha, chị nào lấy môn chốt môn. Chế nào mới vào á, cho em một lần chia sẻ nha mọi người. Hồng Phúc lên số đi chị ơi. Môn 50 mấy chị dưới 57 58kg nè. Chị nào lấy môn số. Chốt môn nè. Môn 50 dưới 57 58kg nha, lấy môn chốt môn nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị trắng 50. Kính trong cho Vinale. Kính trong Vinale. Quần dài chị Võ Loan lấy quần size bao nhiêu ký vậy chị? Rồi trắng 50 dưới 57 58kg. Môn cho Vinale. Môn Vinale, áo này đặt được này mới về chị ơi. Bao nhiêu? 85 nha chị Ngã Phương ơi. Quần năng mông leg ghi bao chắc xịn dày cho mấy chị không nhăn không xù không xệ 85.000. Em có size từ 40 đến 55kg nha. Mấy chị báo số ký lấy size cho. Rồi trắng giùm em luôn 50 nè. Hồng Phúc với Ali Ali lên số chị. Trắng 50 chốt đơn hai cái đi đơn nha. Trắng cho Phạm Bích Hải. Trắng 50. Rồi tiếp giùm em luôn xanh 50 nè. Xanh 50 nha mấy chị dưới 57kg mang vừa nha. Xanh 50 dưới 57kg mang vừa. Rồi tiếp giùm em luôn là đen 50 với 57kg mang vừa. Đen 50 với 57kg mang vừa. 55kg cao 1m7 cho chị Võ Loan. Ok chị nè. Trời ơi cái sọc nơ này đẹp vậy. Cái vàng nơ nè đẹp nè. Rồi này chốt giùm em luôn mã vàng. Chữ theo nha. Vàng 50 với 57kg mấy chị. Ai lấy vàng chốt vàng. Hồng Phú với Ali Ali lên số đi chị ơi. Tiếp giùm em luôn là sọc 50. Xanh cho Hồng Thủy Đinh. Xanh 50 Hồng Thủy Đinh. Đen cho chị Huy Lê. Đen Huy Lê. Trời ơi hàng thun thái MH hàng bao xịn luôn á. Rồi sọc giùm em luôn 50. Sọc 50. Sọc cho Huy Lê. Sọc 50 Huy Lê. Vàng còn. Vàng còn. Vàng cho Hồng Phúc. Vàng Hồng Phúc. Rồi tiếp giùm em luôn xanh. Rồi xanh này cho em luôn xanh. Rồi xanh này cho em luôn 50 với 57kg. Xanh 50 với 57kg. Chị nào lấy xanh chút xanh. Rồi tiếp giùm em luôn là đen 50. Đen 50 với 57kg thun thái bao chắc hàng xịn cho mọi người đó. Không nhăn không xù không tệ gì nha. Rồi vàng giùm em luôn 50. Cái này bán em nó không nó dốc chứ bán chắc ngàn ngàn cái hả. Rồi vàng 50. Vàng 50 với 57kg. Về 10 khách 10 khen đó mấy chị. Đã lắm. Rồi môn giùm em luôn 50. Xanh 50 cho Ngọc Thân. Xanh 50 Ngọc Thân. Vàng nơ hết thì chị Ngọc vàng Thân. Vàng nơ hết rồi. Còn vàng vàng viên trắng nè. Đen cho chị Vinale. Đen Vinale. Môn chợ nhiều môn tôi khoái quá đi. Còn cái sọc không? Sáng bữa kia là em bớt nổi lại tím này giùm anh chắc. Đi đường tôi lại luôn á. Tím không. Rồi môn giùm em luôn 50. Môn 50. Ghi mặc đồ ít nổi là được không nha. Ra đường thì mảnh nổi quá. Chẳng chơi tím rồi áo khoác thì xanh mạ. Áo khoác xanh mạ. Ấy là cái kia kìa áo khoác ngắn của chị đó.
Rồi bò giùm em luôn 50 với 57 kg. Bò 50 với 57 kg, ai lấy bò chút bò giùm em. Bò 50 với 57 kg. Rồi trời ơi, trắng luôn mấy má ơi, xịn luôn 50. Rồi trắng giùm em luôn 50. Trắng 50 nha mấy chị, 2 với 57 kg nha. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng. Đen cho Thanh đó nè, đen còn không? Còn đen đâu bà. À hết đen rồi chị Thanh đó nè. Đen rồi. Vàng cho chị Ngọc Hân luôn. Vàng Ngọc Hân. Ủa mới quần lấy cho Nguyễn Thanh Thúy. Ủa mới quần năng mông của chị đâu rồi ta? Không, cái quần mà gỡ ra rồi. Không. Hồi nãy chị chiều dục qua chốt luôn hả ta? Rồi lấy bò chốt bò đi mấy chị ơi, bò với trắng nè. Bò trắng cho em luôn 50 mấy chị nha. Rồi tiếp giùm em. Trắng Phạm Bất Hải. Bò Ngọc Hân. Bò Ngọc Hân 50 ngàn quá xá rẻ luôn mấy bà. Rồi tiếp giùm em luôn đỏ 50 với 57 kg. Đỏ 50 với 57 kg, gì nào lấy đỏ chút đỏ nè. Đỏ 50 với 57 kg. Rồi tiếp giùm em luôn là đen 50. Đen 50 với 58, 60 kg mang vừa luôn á. Đen 50 với 58 thì mang vừa luôn. Đen 50. Đen 50 tiếp giùm em luôn mấy chị, môn 50 dưới 57 kg 8 kg. Môn 50 với 57 58 kg, chị nào lấy môn chút môn. Áo đẹp quá. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị là xanh lạ đi ha. Xanh lạ 50. Xanh lạ 50 mấy chị dưới 57 58 kg. Ai lấy xanh lạ chút xanh lạ này. Rồi tiếp giùm em luôn là mã cam. Cam 50, cam này đẹp quá, mấy cái đầm bịch này xài được hết á. Xanh lạ cho Hà Thu. Xanh lạ Hà Thu. Rồi cái cam này đẹp quá mấy chị ơi. Cam 50 với 56 kg. Cái này chốt giùm em mã phối. Rồi phối giùm em luôn 50 với 58 kg. Phối 50 với 58 kg, chị nào lấy phối chốt phối nha. Phối. Rồi tiếp giùm em luôn mã gạch. Đen cho tay dâu. Đen tay dâu. Tay dâu lên số đi chị. Rồi gạch giùm em luôn 50 với 56, 57 kg. Cam cho cỏ dại lên số cam đi chị. Cam cỏ dại, đặt hàng lên số nha mấy tình yêu. Gạch 50. Gạch 50 với 55, 56 kg hay là gạch chốt gạch. Rồi quần là chị vào sơ chốt nè. Quần năng mông, bà nào mông lết rau quốc cái mông này liền cho em đi. Quần năng mông 85 ngàn siêu xịn luôn. SML 40 đến 55 kg có size nha. Ai không biết size thì lên số ký giùm em, quần kèm số ký. 85 ngàn quần chắc nó xịn lắm á chị, hàng bịch bịch như thế này nha. Đấy, bịch túi chip á. Cam hết rồi. Cam đây. Cam cho Hiển Thị. Ủa không, phải, cái này gạch chứ. Cái cam này chị Hiển Thị ơi. Rồi còn gạch nè, chị nào lấy gạch chút gạch giùm em nè, môn nè. Hết rồi. Rồi môn nè. Rồi mã phối, phối này quá xinh luôn á mấy chị. Hàng Thái với chị, hàng MH siêu xịn nha. Tay dâu lên số luôn chị. Ai lấy mã phối chút giùm em mã phối. Rồi mã đỏ. Ai lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn mã đỏ. Đỏ đi mấy ché ơi, đỏ. Tiếp đi mới. Lên áo thắc mắc đi chị. Có gì ơi. Quần 85k CL cho cỏ dại. Ok chị. Rồi tiếp giùm em luôn mã sọc. Gạch cho Ngọc Hân. Gạch Ngọc Hân. Rồi mã sọc giùm em luôn 50 nha mấy chị, 2 với 56, 57 kg. Đặt hàng chắc chắn giùm em nha mọi người nha. Em Nhi bán rẻ quá trời luôn rồi đó. Rồi sọc giùm em luôn 50 với 56, 57 kg. Hai đứa sọc chút sọc nè. Trời ơi cái xanh đậu nãy giờ không có cái nào xanh đậu luôn á bà ơi. Rồi xanh đậu giùm em luôn 50 với 56, 57 kg. Xanh đậu 50 với 56, 57 kg. Hai cái xanh đậu chốt luôn cho em. Trời ơi cái nu tay dài luôn. Rồi nu giùm em luôn 50 mấy chị với 56, 57 kg nè. Tay dài phôm vừa đẹp dễ thương chứ. Nu 50.
nu 50 với 56 nó 7 kg nha. Rồi kính đang đeo chốt giùm em kính trắng kính đen 55.000. Kính trắng kính đen 55.000 chị nào lấy chốt. Sọc chứ không nghĩ đến. Không lấy sọc hả chị? Kính trắng kính đen mang đi nắng trời ơi nó mới mê lì luôn mấy bà đi du lịch. Ở Đức Linh Bình Thuận nha chị bà. Kính trắng kính đen 55.000 cho em nha, siêu xịn luôn nha. Kính trắng kính đen 55. Này đẹp ghê chứ. Lấy luôn cái đen. Ấy là nó bự đi nắng nó sướng lắm, che hết luôn. Đã. Ai lấy sọc chốt sọc mấy chị ơi, sọc gấu theo nè. Đỏ cho đao liêu. Đao liêu lên số đi chị. Đỏ đao liêu. Ai lấy sọc chốt sọc giùm em Nhi nha. Em Nhi dễ thương 19 tuổi nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã xanh lạ này. Xanh lạ 50 với 56 kg. Ai lấy xanh lạ chốt giùm em luôn xanh lạ 50. Nhãn mẹ nó quậy quậy nữa rồi Phượng ơi. Xanh lạ 50 với 56 kg. Tùy đao liêu lên số đi chị. Cái mới mua là cái mới mua á. Cái nào cũng mới mua mà. Cái nào cũng. À. Rồi cái này chốt để học để nói cũ rồi. Rồi cam giùm em luôn 50. Cam 50 nha mấy chị ha, cam 50 với 57 58 kg. Chị nào lấy cam chút cam nè. Cam 50 với 57 58 kg nè. Ừ áo này sao mình không thấy có cái hồng đậm đậm á hè. Hồng đậm quá hả? Ừ. Có hè. Cái màu nhẹ nhẹ cũng mát không? Rồi trắng giùm em luôn 50 mấy chị với 56 57 kg nè. Chị nào lấy trắng chút trắng giùm em Nhi ha. Rồi trắng 50. Cam cho cỏ dại. Cam cỏ dại. Linh quần đợi xíu chị ơi. Quần nãy giờ em nay dậm dậm vô đó mọi người. Rồi lấy sọc chốt giùm em mã sọc nu. Sọc nu này đẹp nè bà ơi. Sọc nu 50 với 56 nó 7 kg nha. Ai lấy sọc nu chốt sọc nu nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã sọc xanh nè. Ai lấy sọc xanh chốt giùm em luôn sọc xanh 50 với 56 nó 7 kg nha. Ai lấy sọc xanh chốt giùm em mã sọc xanh. Mã sọc xanh. Sọc hiếm hàng lắm, có hàng luôn á. Rồi tiếp giùm em luôn mã đỏ. Áo thun thái có 50.000 cái nha. Rồi đỏ giùm em luôn 50 dưới 60 kg nha. Đỏ 50 dưới 60 kg. Trắng cho Hà Thu. Trắng Hà Thu. Thế trắng rồi mấy chị ơi, sọc nu cho Hồng Thủy Đinh. Sọc nu. Rồi hết sọc nu luôn. Rồi em còn sọc xanh đi. Sọc xanh với sọc đỏ em đang mang, chị nào lấy chốt nè. Rồi mã này thì chốt giùm em luôn sọc nhí nè. Ai lấy sọc nhí chốt giùm em luôn sọc nhí nè. Rồi tiếp giùm em luôn là mã cam gấu, đẹp chưa cam. Thực xanh cho bóng mây. Thực xanh bóng mây. Trời đỏ, đỏ còn đỏ không? Còn. Đỏ cho Vinale. Đỏ Vinale. Bóng mây lâu rồi không thấy ủng hộ em luôn hè. Rồi cam giùm em luôn 50, cam gấu 50. Cam gấu theo nha. Cam 50, chị nào lấy cam chốt cam. Xanh lạ giùm em luôn 50 với 56, 57 kg. Ai lấy xanh lạ chốt giùm em luôn xanh lạ. Rồi vàng giùm em luôn 50 với 57 kg. Vàng 50 với 57 kg hay là vàng chốt vàng. Trắng cho Ngọc Hân. Trắng đâu nữa bà ơi. Hết trắng rồi nha chị. Rồi này chốt giùm em luôn mã sọc hồng. Sọc hồng giùm em luôn 50 với 57, 58 kg. Sọc hồng 50. Sọc hồng 50. Bò giùm em luôn. Bò. Bò 50 nha mấy chị ha, dưới 57 kg nè, thun thái hết nha mấy chị. Mã dây nè, còn cái 50 nè, dây lên nè. Dây lên 50 nè, dưới 55 kg nè. Sọc trắng còn không? Sọc trắng nè, sọc trắng này đúng không? Sọc nhí này đúng không? Sọc trắng cho Bùi Thị Hồng theo nhé. Mấy áo này. Đỏ viền đen trên cổ. Cái gì? Lấy cái áo đỏ viền đen trên cổ và phối đen ở dưới la. Đỏ hết rồi, là không có đỏ nào hết á. Hết đỏ rồi chị, không có đỏ. Hết đỏ rồi chị đau yêu ơi. Qua giờ chốt hàng có được đâu. Không, qua giờ chị đặt hàng nhưng mà không có. Ai. Rồi này chốt giùm em mã chữ. Chữ. Chốt cho chị rồi đó, tên gì? Đau Liên. Đau Liên chốt cái đỏ cho chị rồi.
Rồi mã chữ giùm em luôn 50 với chị với 56 kg. Ừ. Ai lấy mã chữ chút giùm em mã tay vô em thấy chị mà. Riết giùm em mã phối cam. Sọc hồng có đúng không? Sọc hồng đây. Sọc hồng cho bé lệ. Sọc hồng. Để nó kiểu hai dây đồ đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã phối phối cam. Ai lấy phối cam chốt giùm em mã phối cam 50. Phối cam 50, ai lấy phối cam chốt phối cam. Rồi bò cho em luôn mấy chị bò. Bò 50 với 56 nó 7 kg, chị nào lấy bò chút bò. Bò cho chị Thúy Thuận Nguyễn. Bò. Thuận Nguyễn lên số luôn chị ơi. Xanh lạ này đẹp quá trời luôn á chị, màu này nên xinh lắm. Xanh lạ 50 với 57 58 kg. Anh lấy xanh lạ chút xanh lạ. Chị Hà Thu hai áo nha chị. Có hai cái à, thích thun thái quốc mấy cái thì mang chị ơi. Cái này lên số đi chị ơi. Nay toàn mẫu mới không nè chị. Thuận Nguyễn chưa có số. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã sọc trăng, sọc đỏ nè. Sọc đỏ giùm em luôn 50. Sọc đỏ 50 với 57, 58 kg. Áo này sướng thấy mồ luôn. Sọc nâu chị đặt hết mà. Sọc nâu gì đây chị, hết rồi. Hết sọc nâu rồi chị. Của chị Hà Thu là hai áo nha chị ơi. Nói chung phải đọc theo máy của em này chứ đâu phải đọc theo máy chị đâu, biết đường nào. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã hồng 50 với 57, 58 kg. Bé Lệ với chị Thuận Nguyễn lên số đi chị ơi. Hồng 50 với 57, 58 kg. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Trời ơi cái mã này rất là xinh luôn á. Cái này chốt giùm em mã đẹp nè. Đẹp 50 với 60 kg. Rất là xinh. Nè anh like phía dưới luôn. Mã đẹp nha. Đẹp 50 với 60 kg. Hay lấy đẹp chút đẹp nè. Nói chị đi quần đùi bán chơi coi. À lấy đùi hot girl này không mấy chị, đùi hot girl này 120 ngàn SML nè. Ủa không phải không? Cái này còn XL hả? Trắng tay dài sao bao nhiêu chị? Lấy chị mấy cái mã tay dài đi chị bán luôn. Hồng cho chị Thanh Đói Hà. Hồng Thanh Đói Hà nè. Rồi quần này còn XL với chị 120 ngàn mã hot girl nha. Quần XL 120. Nè tay dài còn mấy cái nè. Tay dài trắng không? Rồi em bán chị luôn 50 ngàn body xịn nha. Trắng 50. Tay dài trắng 50 nè. Tay dài màu cam 50 nè. Body xịn nha. Rồi nu giùm em nu 50 ở dưới kìa, nu 50 nè. Tay dài mấy chị, cái này còn mấy cái nè, chị nào lấy chốt nha. Bé Lệ Thuận Nguyễn lên số chị. Màu trắng, màu cam với màu nu, chị nào lấy chốt 50 nè. Xanh lạ cho Lê Thị Kim Anh. Xanh lạ nè, Lê Thị Kim Anh nè. Đặt hàng lên số giùm em mọi người. Xíu em sale quần điên đùi 57 ngàn một quần cho mấy chị luôn. Rồi xanh này cho em luôn 50 nè. Dưới 57, 58 kg luôn. Coi giãn xịn sò phong bình thường nè. Cỏ dại quần CL 120. Quần CL 120 rồi còn cái nữa. Chị nào lấy chốt là hết nha. Đúng ta, như quần thì còn cái nữa ta. Coi đi cho anh chị đi, bữa nhớ trước còn hai cái CL. Coi lại hết. Còn cái mẫu đâu có rách ở kia ông ta phải không? Còn không hay là bà kia nãy mới mua rồi đúng không? Rồi cái đó còn cái hết rồi. Rồi qua nha mấy chị ơi. Trắng 50 cho chị Ngọc Duyên. Trắng nào ta? Này đúng không? Cái này đúng không chị? Cái này đúng không? Chứ đâu có cái trắng nào đâu. Phải cái này không? Đúng của mình ok giùm em nha. Đúng của mình. Trắng 50 tay dài phía sau. À đây hả? Ờ trắng 50 tay dài nè. Chị tên gì chưa có số thì lấy số đi. Chị Thuận Nguyễn lên số đi chị. Rồi ai lấy nu chút nu giùm em. Lên thiếu một số lên lại giùm em. Nu 50 nha. Borip nu 50 chị nào lấy chốt. Rồi tiếp giùm em luôn lên luôn mã quần này đủ size mới về SML nè. Chốt giùm em luôn mã quần đẹp SML. Mã quần đẹp giùm em luôn SML, cái này mẫu hot girl luôn mấy chị. Quần đẹp SML 120, mẫu hot. Quần đẹp SML 120. SL 120 cho chị Thiên Sa. Hết rồi. Hết rồi. Quần nó hết rồi, qua mẫu này đi chị, bao đẹp luôn nè. Cái này mẫu hot girl, mẫu hot thích nhất luôn. Sắc mắt không có chị ơi. Rồi quần đẹp SML chốt giùm em mã quần đẹp nha, SML 120. Lấy của Trang nó bác. Thấy nó quần đẹp chứ quần đẹp nè.
Rồi vàng này cho em luôn đó chị, vàng 50 này. Vàng 50 với 57 kg có. Vàng 50 với 57 kg thì nào đỏ cho bóng mây. Trắng phối đỏ cho bóng mây. Vàng 50 với chị dưới 60 kg ha. Chị nào lấy vàng chút vàng nè. Rồi lên cho em luôn hộp của Trang em bé với chị. Một hộp như thế này là 10 cái 20 ngàn. Cái này hàng loại tốt nha mấy chị, ra tiết tay mấy chị mua là 35 ngàn hộp á, bên em đi bán 20 thôi. Ha. À, lọc bụi dễ thở mấy chị và kháng khuẩn nha mấy chị nha. Một hộp của Trang em bé 1 tuổi đến 6 tuổi mang được. Áo đẹp màu cam cho chị dâu tay tay dâu. Đây. Rồi khẩu trang một hộp 20 cái nha mấy chị. À một hộp 10 cái 20 ngàn. Ai đó khẩu trang em bé thì chốt giùm em nha. Khẩu trang một hộp 10 cái 20 ngàn. Ai lấy mã quần đẹp này chốt nha. Quần này mặc lên đẹp lắm luôn á. Quần đẹp SML 120. Ai lấy quần đẹp chốt giùm em mã quần đẹp nè. Rồi cái xám này coi giảm nha mấy chị. Còn cái CM nè mấy chị, sale luôn 100 luôn. Xám xây mờ xe luôn 100, coi giảm siêu cao nha. Vàng nha, cho Lê Thị Kim Anh. Cái gì? Vàng cho Lê Thị, vàng Kim, Lê Anh. Thị Kim Anh. Mã xám xây mờ với chị một... Hộp khẩu trang bé cho chị cỏ dại. Xe luôn 100. Khẩu trang bé chị cỏ dại nè. Hàng tốt nha, em bé không thích ứng với da đâu. Một hộp 10 cái 20 ngàn. Ai đó khẩu trang chốt khẩu trang. Dịch này là phải xài tăng tốc lên mọi người. Đi đâu một phát là về mình thay cho con mình liền. Rồi qua luôn một ri mới đó mọi người ơi. Rồi tiếp giùm em luôn sọc xanh tay dài nè mấy chị, 50 ngàn nè, dưới 57, 58 kg nè. Ai lấy sọc xanh chút giùm em luôn sọc xanh nè. Khẩu trang bé cho Ngọc Duyên, hai hộp cho Ly Ngô. Rồi cái này chốt giùm em luôn sọc xanh mấy chị, 50 ngàn với 57 kg nè. Ai lấy sọc xanh chốt giùm em luôn sọc xanh nè. Sọc xanh 50 với chị với 57 kg. Rồi tiếp giùm em luôn trắng nè. Trắng 50 với 57 kg giùm em luôn tay dài thông thái nha. Ai lấy trắng 50 chứ trắng 50 với chị, trắng 50. Trắng 50 nha mấy chị ha, trắng 50 dưới 57 kg. À, nó của Trang thì chốt nha mọi người. Rồi nu giùm em nu 50 với 57, 58 kg. Nu 50 với 57, 58 kg. Chị nào lấy nu chút nu giùm em nè. Nu 50 với 57, 58 kg. Lấy cho chị cái đó của Trang của chị. Như trên bàn có cái của Trang của chị. Làm sao anh con? Chị nhớ để đó mà đây. Rồi lên luôn khẩu trang người lớn giùm em. Ốp giá là 60 á. Còn trên line này chị nào mà chốt em bán cho mấy chị 50 ngàn thôi nha. Chị chốt trên line thôi nha mấy bà. Trắng với chị cậu 3 đồng tháng. Cái gì? Trắng 50 nè. Nu có không? Có. Nu cho Vinale. Nu Vinale. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng đẹp quá. Form này dưới 60kg hả? Cậu 3 đồng tháng với số đi chị. Chốt giùm em mã thỏ đi, thỏ 50. Thỏ 50 nha mấy chị nha. Thỏ 50 này dưới 60kg nè, có cái à. Ai lấy mã thỏ chút, mã thỏ 50 dưới 60kg. Dạ đúng rồi. Thỏ 50 dưới 60kg nè, chị nói thỏ chút thỏ nè. Ba ba. Rồi tiếp giùm em luôn là mã sọc. Trời ơi đẹp chưa, sọc. Sọc 50 dưới 57, 58. Sọc 50 dưới 57, 58. Có quần jean dài. Rồi lên cho em luôn nha chị, khẩu trang 3D như em đang mang nha mấy chị, một hộp 50 mã cái. Cho chị bóng mây. Một hộp 50 cái em bán 50 ngàn thôi. Đây. Một hộp 50 cái nha mấy chị, 50 ngàn. Trên bình em có hình là 60 ngàn á. Trên like chốt giá 50 cho mấy chị. 50 ngàn, 50 cái. Một hộp khẩu trang người lớn cho Ly Ly mua luôn. À lấy khẩu trang nè, trời ơi, ôm nha mấy chị, nó ôm khít cho mấy chị luôn, ôm khít hết. Chứ còn nếu khẩu trang y tế của mình là trên cái mũi này nó hở nè. Còn khẩu trang 3D bên em như là ôm sát hết mặt nha mấy chị nha. Đó, sát hết mặt luôn. Mà cái này là em đã đeo từ sáng giờ là nhiều lần rồi đó. Đó, mà nó vẫn ôm sát mặt nha, không giãn dây nhiều đâu mấy chị. Một hộp khẩu trang cho Khánh Vy luôn ghé. Người lớn nha. Trên la chốt giá 50 ngàn một hộp 50 miếng nha. Xuống la thì giá vẫn là 60 nha. Cho nó công bằng một tí nha mọi người nha. Ai lấy hộp khẩu trang thì chốt. Mặt đeo sướng thấy mồ luôn. Ai lấy mã sọc chốt giùm em đi 50 ngàn.
sọc 50 đi mấy chị, dưới 57 kg. Xài em sướng lắm. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã đẹp đi. Rồi mã đẹp giùm em luôn 50. Mã đẹp 50 nha mấy chị ha, dưới 55-56 kg nè. Ai lấy mã đẹp chút, mã đẹp nè. Mã đẹp 50 với 55-56 kg. Khẩu trang cho BP Thu Huyền luôn. Trên like chốt giá một hộp của Trang đang đeo 50.000. Một hộp 50 cái nha mấy chị. Xuống like giá là 60 bình thường nha. Cái này cần thiết cái mùa luôn, mua mấy hộp xài đi mọi người. Chị nào mua 5 hộp em tính giá là 45.000. Chị nào mua 5 hộp em tính giá 45, bán sát luôn á. Rồi môn giùm em luôn 50 với 60 kg nè, đẹp quá. Màu môn này em khóa ghê á. Môn 50 với 60 kg. Khẩu trang nha Nguyễn Thanh Thùy luôn. Chị nào lấy môn chút môn nè. Nguyễn Thanh Thùy lên số chị ơi. Chị nào mua khẩu trang không á thì mua 2 hộp rồi đi đơn luôn nha. 5 hộp em tính giá 45, 1 hộp tính giá 50. Môn 50 với 60 kg nè. Rồi hồng giùm em luôn mấy chị, 50 với 60 kg luôn. Hồng. Ôi để cái này cho bà Kiều đi. Chị Thanh Thúy lên số đi chị ơi. Nguyễn Thanh Thùy lên số đi chị. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng 50 mấy chị, dưới 57-58 kg nè. Trắng 50 với 57-58 kg. Một hộp cho cỏ dại luôn. Đe sướng lắm, chụp hình cũng auto, chụp hình cũng đẹp nữa. Môn cho trái tim hóa đá. Môn trái tim hóa đá, ai lấy trắng chút trắng nè. Rồi môn nữa nè, chị nào lấy môn chút môn, môn còn tái nữa nè. Ai lấy môn chút môn nha, môn 50.000 với 60 kg nha. Chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50.000 với 60 kg, chị nào lấy môn chút môn. Môn 50.000 với 60 kg nha, ai lấy môn chút môn. Của Trang đang đem một hộp 50 cái 50.000. 5 hộp tính giá 45.000 một hộp nha. Trắng cho tiền Linh Anna. Rồi còn của Trang em bé là một hộp 10 cái 20.000. Cái này em lấy hàng lộ tốt quá nha mấy chị, 35.000 mà em bán 20 á. Nè cái hiệu này nè, mấy chị ra tiệm thuốc tây mấy chị mua 35.000 hộp. Rồi em bé một hộp 20.000 10 cái. Ai đó của Trang bán người lớn thuốc rõ cho em Nhi với nha. Rồi còn mấy cái quần đùi nè mấy chị, em xê luôn cho hết nè, 57.000 quần thôi. Hốt lẹ nha, cái này có mấy cái thôi nè, lẻ size á. Rồi này chốt giùm em luôn bạc S nha mấy chị, bạc S nè 57.000. Bạc S 57.000. Ai lấy bạc S chốt giùm em nha, bạc S 57. Rồi bạc S 57 nè. Rồi rách M giùm em luôn 57.000. Ai lấy rách M chốt giùm em luôn rách M nha, rách M 57.000 nè. Rồi rách M 57 nè. Rồi rách S giùm em luôn 57.000. Rách S nha mấy chị, rách S 57.000. Cái này quần đi lấy cao á, sale lỗ luôn 57.000. Rách S 57. Rồi lên ri áo mới nữa nha mọi người ơi. Rồi vàng giùm em luôn 50 với 60 kg nè, chị nào lấy vàng chút vàng này, chữ đẹp nè. Vàng 50 với 60 kg mấy chị, ai lấy vàng chút vàng giùm em nha. Vàng 50 với 60 kg. Rồi tiếp giùm em luôn là xanh mạ, nãy giờ không có màu xanh mạ này luôn á. Xanh mạ 50 với 60 kg nha. Ai lấy xanh mạ chút giùm em luôn xanh mạ nè, xanh mạ 50 với 60 kg. Cho chị coi bộ đồng phục đi. Thun thái nha mấy chị nha. Rồi này chốt giùm em luôn mã nu nè. Nu 50 với 60 kg. Vàng 3D một hộp cho bóng mây. Ok chị, vàng luôn nè. Rồi nu giùm em luôn 50 với 60 kg nè, chị nào lấy nu chút nu nè, nu màu đẹp lắm á. 3D 10 nu 50 nha mấy chị, nu 50 với 60 kg. Ai lấy nu chút nu. Màu nu này đẹp lắm mọi người, màu nu nè. Rồi hồng giùm em luôn 50. Hồng giùm em luôn 50 với 60 kg nha, chị nào lấy hồng chút hồng. Hồng 50 với 60 kg mấy chị, màu hồng, màu bò nè. Màu xanh đậu nè, xanh lạ nè.
màu đen nè, màu muôn nè, đủ màu nha. Chị nào lấy thì chốt nè, 50.000 một áo. Xanh mạ cho bên anh Lê. Thông thái xịn sò luôn. Nhôm cho cỏ dại. Rồi ai lấy đen chút đen dùm em luôn, 50 với 60kg. Chị nào lấy đen chút đen. Trời ơi, chắc phong thái bên em Nhi là mê lì luôn á mấy bà. Đen 50. Rồi xanh lạ, xanh lạ dùm em luôn 50 với 60kg. Ai lấy xanh lạ chốt dùm em luôn xanh lạ. Đen cho Kim Mỹ, xanh lạ cho Tuyền Linh Lan Lan. Rồi môn dùm em luôn mấy chị môn. Ai lấy môn chốt môn dùm em luôn 50 nha. Môn 50 với 60kg nè. Ai lấy môn thì chốt môn mấy chị môn này, hồng nè. Môn nha mấy chị, hồng nha, xanh đậu nè. Xanh đậu này màu đẹp nè. Rồi ai lấy xanh đậu chốt dùm em luôn xanh đậu nè. Xanh đậu 50 nè. Xanh đậu 50. Bò mặt tối bộ người nè, ai lấy bò chốt bò nè. Bò 50 dùm em luôn với 60kg nha. Chị nào lấy bò chút bò nè. Rồi áo em còn bò còn xanh đậu nha mấy chị. Xanh còn đậu hồng. Cho bên anh Lê. Rồi môn bò với hồng nha. Chị nào lấy chốt nè. Rồi cái này có cái luôn mấy chị. Rất nè. Rồi cái này chốt dùm em luôn là mã 1 đi ha. Rồi cái này chốt dùm em luôn mã 1 nè. Mã 1 dùm em á chị, 50.000 với 57kg. Mã 1 50.000 với 57kg. Ai lấy mã 1 thì chốt nè. Mã 1. Môn, môn màu đậm cho bé Lệ. Môn cái gì? Môn bé xanh nè. Môn màu đậm. Môn không một cái môn à. Môn màu đậu. Có màu đậu à? À xanh đậu em hết rồi, lấy mã 1 này được không? Mã 1 đi chị, mã 1. Mã 1 50.000 với 57kg. Rồi bộ này còn bộ em xả luôn 75.000 nè. Một áo cổ tiên còn rất tốt chứ, là một quần lấy cao 75, chốt giùm em luôn bộ 75. Chị nào lấy bộ chốt bộ giùm em nha. Xếp bộ dài 1 75.000. Một mã 1 cho Vina Lê. Rồi cam này cho em luôn các chị 50.000, cam 50, xanh 50 nè. À, phơm này 50 57 kg, nó lại mang vừa giùm em luôn. Rồi cam 50 nha mấy chị và xanh 50. Em ở 59 nó lên Bình Thuận nha chị. Trời cái hồng đẹp mấy chị không lấy, tao còn cái hồng nè. Bao con không? Bò con nè. Bò cho Võ Lan. Hết xanh đậu rồi nha chị Võ Lan ơi. Em còn một hồng là hết luôn nha. Hồng, hồng 50, chị nào lấy hồng chút hồng. Hồng 50. Rồi lên cho mấy chị một ly sọc nè. Nãy giờ mấy chị hỏi sọc sọc hết trời nè. Bộ 75 cho chị Trần Thị Thanh Thanh. Bộ 75 hay 95 vậy chị? 75. Bộ bán nặng. Rồi lên luôn mã sọc với chị, nguyên một ly sọc luôn nè. Rồi cái này mấy chị chốt giùm em luôn sọc đen nè. Sọc đen giùm em luôn 50. Sọc đen 50 với 57kg nha. Ai lấy sọc đen chút sọc đen nè. Sọc đen 50 với 57kg. Sọc đen 50 với 57kg. Hồng cho bé Lệ. Hồng còn cái bé Lệ luôn hết nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã sọc đỏ 50. Sọc đỏ 50 nha chị nha. Sọc đỏ 50. Dưới 56kg, áo này dễ thương nè. Ai lấy sọc đỏ chốt giùm em luôn sọc đỏ nè. Rồi sọc xanh giùm em luôn 50. Em đọc theo cái màu cái túi nè. Sọc xanh 50. Dưới 56kg nha. Chị nào lấy sọc xanh thì chốt. Rồi chắc xung thái thôi bị nhức nách luôn á mấy bà. Tiếp giùm em luôn là sọc vàng 50. Trời ơi chắc đã gì đâu hết rồi. Áo này lúc trước mà nhập vô tầm bán 120. Đẹp ghê. Rồi sọc vàng giùm em luôn 50. Sọc đen, sọc đỏ, sọc xanh cho chị Vina Lê. Lấy 3 sọc luôn hay sao á chị ơi? Đúng không? Sọc xanh, sọc đỏ, sọc đen gì nè. 3 cái nè. Rồi lấy sọc vàng chốt giùm em luôn sọc vàng nè. Sọc vàng. Sọc vàng 50, em đọc theo cái màu túi á. Rồi tiếp giùm em luôn là sọc xanh lạ nè. Chốt
chốt bộ 75 cho chị Trần Thị Thanh Thanh nè, như em đọc theo cái màu túi nha, sọc xanh lạ trời chắc tỉnh lắm mọi người ơi, xanh lạ 50 nè, sọc xanh lạ này, sọc vàng 50 nè, em còn sọc đỏ, em còn sọc xanh nè, em còn sọc vàng, em còn sọc đen luôn, sọc chị xanh lạ cho chị Vinale luôn, xanh lạ Vinale luôn, hả này xịn sò lắm luôn á, bao đẹp. Ấy sọc chú thêm nha. Rồi cái này chú giùm em luôn mã đẹp đó chị. Mã đẹp 50 với 56 nó 7 kg nè. Mã đẹp 50 với 56 nó 7 kg ha. Ấy lấy mã đẹp đi chú nè. Mã đẹp 50. Rồi ai lấy quần năng mông nữa không có chị, SML 85.000 nha. Quần năng mông, leggy năng mông SML 85.000. Kim Mỹ con có phải hai cái đen này. Ai nói quần lấy kia năng mông thì chốt chị SML 55.000. Chị Kim Mỹ có hai cái đen vàng đúng rồi nha chị. Rồi ai lấy sọc cam chốt giùm em luôn, sọc cam tay dài nè. Sọc cam giùm em luôn 50 mấy chị với 56kg nè, sọc cam có cái nè. Đơn hàng hôm bữa của em đi chưa có chị. Đơn hàng hôm bữa của em đi chưa. Em gì? Thì ai chốt đơn nói chung có chốt đơn có điện thoại cho em là đi đơn rồi đó em. Mã đẹp cho Mai Sương. Mã đẹp Mai Sương này. Rồi xanh đậu này cho em luôn. Ghi bao nhiêu? 85.000. SML nha chị, từ 40 đến 55 kg ok nha. Rồi tiếp cho em luôn là xanh đậu 50. Xanh đậu 50 với chị với 56 nó 7 kg nè. Xanh đậu 50 nè. Sọc vàng, sọc đen, sọc xanh còn không? À. Sọc vàng, sọc đen, sọc xanh nha chị Minh Phương Lê. Xe chị nè. Ba cái. À lấy xanh đậu chút, xanh đậu cho em nè. Xanh đậu. Xanh đậu 50. Dưới 56 nó 7 kg. Rồi cam 50. Cam 50 với 57 kg gì nào lấy cam chút cam nha. Cam 50 với 57 kg nè. Cam xanh đậu nè. Của Trang đang đem một hộp 50 cái 50.000 nha. Chị nào lấy hộp của Trang thì chốt nha mấy chị. Một hộp của Trang 3D ôm sắc mặt luôn không kích ứng nha. Một hộp 50 cái 50.000. Ai lấy của Trang thì chốt nha. Hỏi vàng thì xin kìa. Rồi vàng dùm em luôn 50 mấy chị với 56 nó 7 kg. Chữ theo nè. Vàng 50. Vàng 50. Trời ơi cái mã này nhức nách luôn á, chốt vô em mã gấu 50. Nè, gấu hiện ra ngoài luôn nha mấy chị, gấu 50. Vàng cho Minale. Dưới 57 kg. Minale. Gấu 50. Gấu này đẹp chưa? Gấu 50 với 57 kg. Chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em nha. Tiếp giùm em luôn là mã môn 50. Ai lấy môn chút môn. Chị nào đặt cái lựa thêm cái cho đi đơn nha mọi người ơi. Rồi môn dùm em luôn 50 nè. Áo này đẹp chứ trời. Rồi môn 50 mấy chị, nu 50 nè. À lấy nu chút nu nè. Dưới 57 kg dùm em nha. Gấu cho út nhị gán. Gấu út nhị nè. Môn nu con này đẹp lắm. Nu cho Vinale. Rồi gặp giùm em luôn 50 nè. À đấy gặp chút gặp giùm em luôn 50. Gặp 50. Chữ theo phom chuẩn lắm mấy chị. Gấu cho Trinh Trinh còn không? Cái gấu là chị Trinh Trinh ơi. Rồi màu gặp chứ màu môn nha. Chị nào lấy chốt nè, gặp môn nè. Rồi với hồng giùm em luôn. Chị nào lấy hồng chút hồng. Hồng 50. Dưới 57 kg nha. Áo thái mấy chị một ơi. Một khẩu trang cho Ngô Lệ. Ủa Trang đang đem một hộp 50 cái 50.000. À lấy hồng chút hồng giùm em luôn 50 nè. Rồi tiếp giùm em luôn là xanh đậu 50. À lấy xanh đậu chút giùm em luôn xanh đậu 50 nha. Áo đang mang còn cái gì nào lấy chút không có chị, sọc đỏ nè. Sọc đỏ đang mang giùm em luôn 50.000 luôn. Dưới 56 nó 7 kiếm em vừa ha, sọc vàng. Quần đang mang còn S chứ M. Quần đang mang còn S chứ M với chị ha, quần gối em về. Quần trang cho Thanh Đối Hà luôn. Quần gối em về đang mang còn SM 130.
Quần đang mang còn SM 130, chị nào lấy chốt nha. Một quần nó kinh size S cho chị Trinh Trinh. Ok chị nè, lên số điện thoại tình yêu ơi. Quần nó ghi là mặt sướng lắm, nó ghi năng mông á chị, xịn sò lắm đi bà ơi. 85.000 SML, từ 40 đến 55kg có size nha. Vải xịn lắm. Trinh Trinh lên số đi chị. Đặt hàng lên số điện thoại giùm em đi mọi người. Xanh đậu cho lên đi. Xanh đậu lên đi. Rồi tiếp với chị qua mẫu mới nữa nè. Chị Trinh Trinh quần lấy trên lên số đi chị ơi. Bỏ chân đơn cái gì lên 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 lên. Rồi tiếp giùm em luôn, trời ơi cái xanh lạ nhất nách luôn. Xanh lạ giùm em luôn 50 mấy chị, dưới 58kg. Rồi xanh lạ giùm em luôn 50 với 58kg mà xanh lạ này đẹp quá trời luôn á. Ai lấy xanh lạ chốt giùm em luôn xanh lạ nha. Xanh lạ cho em luôn mấy chị 50. Rồi tiếp giùm em luôn là cam nè. Rồi cam này cho em luôn 50 với chị dưới 58kg. Phối viền ha. Cam 50 dưới 58kg, chị nào lấy cam chút cam nè. Tiếp giùm em luôn là vàng 50. Vàng 50 dưới 58kg, chị nào lấy vàng chút vàng. Vàng 50 dưới 58kg ha, chị nào lấy chút vàng. Áo đẹp lắm luôn mấy bà. Bao chất xịn. Áo này phôn chuẩn luôn á. Rồi xanh mạ. Xanh mạ giùm em luôn 50 với 58kg. Ai lấy xanh mạ chốt giùm em luôn xanh mạ nè. Vàng cho tay dâu. Vàng tay dâu. Hình như bịch nó rách rồi sao. Rồi xanh mạ giùm em luôn 50. Rồi tiếp giùm em luôn hồng 50. Dưới 58kg nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng nè. Hồng 50 với 58kg. À lấy hồng chốt hồng của Trang đang đeo có bán nha mấy chị. Một hộp 50 cái 50.000. Rồi tiếp giùm em luôn mã trắng. Trắng đẹp chưa. Trắng giùm em luôn 50. Trắng 50, trắng 50 mấy chị với 56kg. Trắng 50 với 56kg thì nào lấy trắng chốt trắng. Rồi xanh đậu gấu mấy chị, gấu theo nè. Xanh đậu 50 với 57kg. Xanh đậu 50 với 57kg, cái này gấu theo nha. Ở đây xanh đậu chốt giùm em xanh đậu. Mấy chị mấy cái mã lung tung này đây chị cách. Mỹ phẩm á. Chị có bán ống kính không? Có nha chị ơi. Hai hộp khẩu trang cho chị Trần Thị Thanh Thanh. Khẩu trang người lớn hay em bé thì chị? Lớn á, chị đang bán người lớn mà. Rồi tiếp cho em luôn á chị, bò. Bò giùm em luôn 50 với 57-58kg nha. Chị nào lấy bò chút bò giùm em nè. Bò 50 với 57-58kg. Ai lấy bò chút bò nè. Em có khẩu trang em bé đó mấy chị, một hộp 10 cái nha mấy chị ha. Khẩu trang em bé một hộp 10 cái 20, một hộp 10 cái 20.000 nè. Ai đó khẩu trang em bé thì chốt nha, một hộp 10 cái 20.000. Rồi chút tóc con mấy chị còn vài cây nè, xe luôn 35.000 nè. Chút tóc con 35.000. Chút tóc con 35.000, chị nào lấy mã chút tóc con thì chốt ha. Rồi cái này che khuyết điểm che hình xăm mấy chị 35. Che khuyết điểm che hình xăm. Che 35 xe cho Nguyễn Thảo. Xác xác cái hộp cái hình chị coi. Nhục nhục vậy đây, nhục vậy đó. Rồi tiếp là cho em luôn mấy chị. À lấy che khuyết điểm thì chốt nha, 35.000 nha. Che khuyết điểm giùm em luôn 35.000. Che khuyết điểm 35. Rồi sữa rửa mặt trà xanh giùm em luôn mấy chị, trắng da trị mụn giùm em luôn 50 nè. Sữa rửa mặt trà xanh trắng da trị mụn giùm em luôn 50.
mới chốt nha mọi người ơi, lết ghi nè. À, đưa 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 lại cái đó đi Phượng ơi. Đưa hai cái luôn. Rồi lấy quần lấy kia nữa thì chốt nha mấy chị nha. SML dùng em luôn mấy chị, 85.000 nè. Lấy kia năng mông, chị nào lấy chốt nè, lấy kia năng mông. Mascara có lấy ở đây chưa? Rồi lên mascara dùng em luôn mấy chị, 50.000. Mascara bên em là cây nhuyễn á mấy chị ơi, nên là xài nó không có bị trơn tua chảy xùm lum á. Mascara dùm em luôn 50, chị nào lấy chốt nè. Lai mất tính như chị. Mascara điểm cho lụ Huỳnh 35. 35, chốt đơn hai cái đi đơn nha. Mascara mấy chị cay nhuyễn lắm, 50.000. Mascara 50, rồi kẻ mắt nước dùm em luôn 50. Nè, có một đầu kẻ, một cái đầu khuôn cho mấy chị ha. Ịnh cái đuôi lên là ok, khỏi cần kẻ. Kẻ mắt nước dùm em luôn 50. Kẻ mắt nước 50. Cái gì? À, mắt kính hả? Rồi kính đang đeo dùm em luôn, kính trắng 55 nha mấy chị ha. Và kính đang dùm em luôn 55.000. Mascara cho Trần Thị Thanh Thanh. Mascara Trần Thị Thanh Thanh. Kính trắng 55 và kính đen 55, chị nào lấy chốt nè. Kính trắng 55 và kính đen 55. Rồi cái này chốt dùm em luôn mã xịn nè, xịn dùm em luôn 60.000. Ai lấy mã xịn chốt dùm em luôn mã xịn nha mấy chị nha, 60. Mã xịn này cho em luôn 60 nha chị nha, có cái nha. Mã xịn dùm em luôn 60, chị nào lấy chốt nè, xịn 60. Rồi tiếp dùm em luôn mấy chị, kính nâu 40. Kính nâu 40, kính trắng dùm em luôn 40 nè. Kính nâu 40, kính trắng 40. Rồi xếp kèm em còn một hai xếp chị thôi mấy chị ơi, 45.000 nè. Rồi một cây nè, hai cây nè. Rồi ba cây nha mấy chị ha, với lại hai cái cục tóc nè, 45.000 nè. Em lấy kính cho Bích Nguyễn lên số luôn chị kính ơi. Kính gì chị, kính gì mới được. Đây. Rồi một xếp này 45.000 giùm em, chút giùm em mã xếp kẹp nha, 45.000. Ba cây kẹp với lại hai cái cục tóc 45. Rồi cái này nạ môi dùm em luôn á chị, mặt mà đắp đắp nạ môi dùm em nha, nạ môi. Nạ môi dùm em luôn 5.000 một miếng nè. Ai lấy nạ môi chốt dùm em luôn nạ môi mấy chị, 5.000 một miếng ha, nạ môi. Rồi xịt tóc bưởi xanh dùm em luôn mấy chị, 40.000. Xịt tóc bưởi xanh dùm em luôn 40, chị nào lấy chốt nha. Xịt tóc bưởi xanh dùm em luôn 40. Dưỡng tóc, kích thích mọc tóc, rụng tóc gì đó mấy chị, 40.000. Rồi tẩy giày này cho em luôn 25.000, chị nào lấy chốt nè, tẩy giày 25.000. Ai lấy tẩy giày chốt giùm em luôn tẩy giày 25 ha. Rồi sữa rửa mặt gạo này cho em luôn với chị 50. Sữa rửa mặt gạo này cho em luôn 50. Sữa rửa mặt gạo 50, trắng da trị mụn và trị da dầu. Kính 60k đang đeo nè. Cho Bích Nguyễn có số nè. Kẹp cho chị băng ngóc lương. Rồi kẹp 45 nè. Chú hai sản phẩm đi đơn giùm em nha mọi người. Ngóc lương này là gì thân nè. Phải không? Đúng rồi. Lại đây chứ không biết nữa. Rồi lên cho em luôn mã kính đen nè mấy chị, 45.000. Kính đen nè 45.000, chị nào lấy chốt giùm em nè, mang đi nắng đi du lịch này kia ha. Kính đen 45.000, chị nào lấy chốt nè, kính mèo á. Kính đen 45. Ai lấy kính đen còn hai cái mấy bà ơi, kính đen còn hai cái. Ai lấy kính đen chút kính đen nha. Rồi lên cho em luôn mã dây nè, 50.000 với 55kg. Dây 50 với 55kg, chị nào lấy dây chút dây còn cái. Quần rinh mấy chị, rinh SML giùm em luôn 120. Rinh SML giùm em luôn 120, chị nào lấy rinh chút rinh nha. Rinh SML giùm em luôn 120. Rồi lên luôn cái quần giả váy này mặc nhà mấy chị, 45.000 một quần nè. Đây. Rồi quần trắng giả váy 45 mấy chị, quần hồng 45 với lại quần xanh giùm em luôn 45 nè. Chị nào lấy quần mặc nhà thì chốt nha, từ 40 đến 60kg là mang vừa. Quần mặc nhà giùm em luôn 45.000. Xin dài đi chị. Rồi áo sọc
này cho em luôn á chị, xả luôn 35.000 nè. Rồi sọc này cờ rất tốt, không ngắn giùm em nha, 35 thôi, sọc vàng 35. Sọc vàng giùm em luôn 35 á chị, với 55kg nha. Cái này phân ngắn phân ôm nha mọi người. Sọc vàng 35. Rồi sọc nâu giùm em luôn 35 nè. Alex sọc nâu chút giùm em luôn, sọc nâu 35. Sọc nâu, sọc cam, sọc xám và sọc đen giùm em luôn 35.000 áo. Cái này sale sắc giá rồi đó mấy bà ơi, 35.000. Này form crop top á chị nào lấy được thì chốt nha, mặt mặt crop top ngắn quần lấy cao. Rồi chị nào lấy mã sọc này chốt giùm em mã sọc nha. Mascara một hộp khẩu trang chị Bảo Xuyên. Bảo Xuyên này lấy quay người ta. Bảo Xuyên một rồi, cái này chốt giùm em luôn. Ủ bơ với chị siêu mềm tóc luôn 65.000. Ủ bơ 65.000, chị nào lấy chốt giùm em nha. Ủ bơ 65. Ai lấy ủ bơ chốt giùm em luôn mấy chị ơi, bao rẻ luôn á. Ủ bơ 65.000. Chị nào lấy ủ bơ chốt ủ bơ nha. À, xếp sau này em còn xếp nè. Rồi 4 cây giùm em luôn 75.000. Xếp sau mấy chị 4 cây 75.000 4 màu. Son phản quang đang hết, bây giờ còn đúng một xếp nè, 4 cây 75.000. Rồi lên cho em luôn mấy chị mã cam nè, cam giùm em luôn 50. Còn mấy sấy tóc không em? Còn luôn chị ơi. 35k sọc cam nữa. Đây. Mấy mấy sấy tóc rồi giấy ở đây luôn. Rồi sọc cam 35 nè, cho chị Bảo Suy. Rồi mã cam 50, cam 50 nha mấy chị, 2 với 57 58 kg nè, chị nào lấy cam chút cam nè. Cam 50 với 57 58 kg nè. Rồi môn giùm em luôn 60. Lên số điện thoại giùm em chị Bảo Xuyên ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị, môn sau 50 với 60kg nè. Môn 50 với 60kg, chị nào lấy môn chút môn nha. Rồi sọc này cho em luôn 50 nè. Sọc 50 với 56kg mấy chị, chị nào lấy sọc chút sọc, lấy nạ với gội lại đây. Nạ với gội. Rồi nu này cho em luôn á chị, ai lấy nu chút nu nè. Nu tay dài cô rất tốt giùm em luôn 50 với 57kg. Nu 50 với 57kg, chị nào lấy nu chút nu nè. Rồi vàng. Cam 50 cho Thanh Đối Hà. Cam 50 Thanh Đối Hà. Bảo Xuyên lên lại số cho em mấy chị ơi. Rồi vàng mấy chị, vàng 50 với 57kg nha. Chị nào lấy vàng chút vàng giùm em nè. Vàng 50 với 57kg nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã cam. Cam 50 với 57-58kg nha. Chị nào lấy cam chút cam giùm em. Cam 50 với 57-58kg. Ai hỏi mấy sấy mấy chị. Máy xoáy bên em là máy xoáy siêu to luôn á, máy xoáy nóng lạnh nha mấy chị ha. Rồi tặng luôn cái cây cái đầu phía trước nữa. Rồi em bán giá có 99.000 thôi. Đây. Chốt liền. Một mã xa trời ơi, máy xoáy bao to nha, người ta bán 200.000, tôi bán sale 99.000 kèm cái này. Đấy. Máy nóng lạnh giùm em luôn nha mấy chị, 99.000, hình như còn 2 3 cái thôi à, không có nhiều đâu. Cái này chốt mã sale cho em nha, 99.000. Sấy 99.000, chị nào lấy chốt nè, sấy máy to luôn đó mấy chị, nóng lạnh. Rồi sấy 99.000, còn 2-3 hộp vậy thôi à, chị nào lấy chốt nha. Sấy 99.000, đồng bà phải có cái mà xài mấy chị ơi. Rồi cam tay dài này cho em luôn 50. Cam tay dài này cho em luôn 50 nè. Body siêu co giãn. Rồi cam tay dài này cho em luôn 50, mấy chị môn 50. Không quên, cái này là nu chứ. Nu 50, mua cam 50, chị nào lấy chốt nha. Rồi gọi anh em còn 2-3 hộp thôi. Rồi gọi bồ kết xả chanh hoa bưởi giùm em luôn mấy chị. Cái này kích thích mọc tóc này, rụng tóc này, bị gầu nè, bị nấm nha mấy chị ha. Rồi mã gọi giùm em luôn, xe luôn 40, còn đúng 2 chai. Gọi giùm em luôn 40 nha mấy chị ha, 300ml lận. Gọi 40, chị nào lấy gọi chút gọi nè. Gọi 40, nấm, gầu, rụng tóc. Gọi 40, chị nào lấy gọi chút gọi nha. Nạ 24k còn không? Không, một hộp. Rồi cái này chốt giùm em luôn nạ yến nha mấy chị. Một hộp 10 miếng 75.000. Chốt giùm em luôn nạ yến 75.000, 10 miếng. Rồi ngồi lắc đi, có chị nào lấy thêm không mọi người ơi? SML nha, 985.000. Mấy sấy chị vitamin gây mê còn không? Mấy sấy còn? Còn không? Còn phải không? Còn 2 cái
một cái cho Hoa Nguyễn mấy sấy, một set kẹp cho Hoa Nguyễn luôn. Set kẹp bên kia còn set là Phan Trang. Rồi, dùng cái này chị set đi. Rồi lấy chi năng mông SML 85.000 siêu dày dặn luôn á mấy bà. Rồi tấm trắng này em sale cho mấy chị luôn nè, 35.000. Tấm trắng body sale luôn 35.000. Tấm trắng body sale luôn 35.000, chị nào lấy chốt nha. Ai lấy tấm trắng chốt giùm em luôn, tấm trắng còn gì em sale nấy cho mọi người ha. Rồi cái mặt nạ vàng 24k này em còn một hộp à. Mặt nạ 24k nha mấy chị, mặt nạ vàng 24k 50.000 10 miếng. Ai lấy mặt nạ vàng chốt mặt nạ vàng. Rồi khẩu trang đang mang đi mấy chị. À, trên live em chốt giá cho mấy chị là một hộp 50 cái 50.000. Khẩu trang nha mấy chị, một hộp 50 cái 50.000. Ơn sát mặt cho mấy chị luôn nha. Đấy, không phải khẩu trang y tế nó sẽ bị hở phần trên. Cái này ơn sát mặt cho mấy chị luôn. Một hộp 50 cái 50.000. Chốt trên live còn em up giá là 60 đấy. Trên live chốt 50 nha, xuống live là giá vẫn bình thường là 60.000 cho em Nhi nha. Chị nào lấy 5 hộp em tính 45.000. Khẩu trang chị nào lấy chốt. Xài đẹp lắm, chụp hình cũng đẹp á. Rồi lên giá gấu trúc này giùm em luôn mấy chị. Một bịch như thế này là 300 tờ nha, em bán luôn cho 5.000. Giấy gấu trúc giùm em luôn, một bịch như thế này là 5.000, 300 tờ. Ai lấy giấy rút giấy giùm em mấy chị còn vài cục nè. Ai lấy giấy rút giấy nha, cái này chất giấy dai. À, không bị vải, kêu mấy chị đụng mà đụng nước cho mấy chị nhiều cái giấy đụng vô phát nó vải hết trơn à. Cái này chắc giấy dai lắm. Rồi mã giấy đi mấy chị, giấy kèm số lượng nha. Rồi xanh lạ này cho em luôn 50 nè. Xanh lạ 50 với 57 kg nha. Ai lấy xanh lạ chút giùm em luôn xanh lạ nè. Xanh lạ 50 với 57 kg. Một khẩu trang cho chị My Kim Trần với lại một tấm trắng. Một tấm trắng 35 sale nốt luôn. Để cái này còn ít mỹ phẩm em mong bán nó xả hết luôn mấy chị, xả rẻ vậy đó. Một khẩu trang nữa cho Trinh Trinh. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mã trắng, trắng 50. Trắng 50, ai lấy trắng chút trắng giùm em nha, trắng 50. Trắng 35. Ừ. Trắng 50 với chị với 57 kg. Rồi môn giùm em luôn 50 với 60 kg nè, chị nào lấy môn chút môn nè. Môn 50 với 60 kg nha, ai lấy môn chút môn. Môn 50 với 60 kg. Lấy kẹp lấy ơ đi cho chị bán. Rồi này chốt giùm em luôn mã phối kem, à, phối cam chứ. Rồi phối cam giùm em luôn 50. Dưỡng thể kìa. Còn xếp tấm trắng chanh hả? Còn xếp hay hai xếp gì đó. Tấm trắng chanh kìa, đây kia kìa. Cam cam kìa. Rồi cam mỡ gì đó. Đem đây bán sale lại đi. Rồi cam phối giùm em luôn mấy chị 50. Cam phối 50. Còn mấy cái linh tinh em sale cho nó hết luôn mọi người ơi. Tan mỡ còn chai mấy hả? Rồi tan mỡ bụng mấy chị. Tan mỡ ngăn bình còn đúng một chai nên xả luôn 75.000 nè. Tan mỡ 75.000 đúng một chai duy nhất. Giá của nó là 180.000 nè. Ba bịch giấy cho Bảo Xuyên. Rồi ba cục giấy Bảo Xuyên nè. Giấy này xài sướng đó, không có đúng ba bi nha mọi người. 5.000 cục 300 tờ. À, lấy giấy kèm số lượng, bỏ vô thùng này cho khỏi ái nè. Đây. Tan mỡ 180 em xả luôn 75.000 còn đúng một hộp duy nhất nha. Ai lấy tan mỡ thì chốt nè, tan mỡ nè. Rồi chống nắng cho em luôn mọi người ơi, chống nắng. Rồi chống nắng giùm em luôn mấy chị, mã chống nắng vừa mặt vừa body giùm em luôn 65.000. Ai lấy chống nắng chút giùm em luôn chống nắng nè, vừa mặt vừa body luôn 65.000. Rồi xà phòng gãm mấy chị, trị mà ai mà bị mụn lưng, mụn này, mụn kia mấy chị, trị hết giùm em luôn. Rồi xà phòng gạo 25.000 một cục. Xà phòng gạo 25.000 một cục nha. Rồi set son này còn đúng một set nè. 4 cây 4 màu giùm em siêu lì mấy chị 55.000. Set son 55.000. Set son 55.000 chị nào lấy chốt nha. Xả nón luôn còn ít nè. Ai cần thiết cái gì cùng mình đi có em like cho. Rồi set son giùm em luôn 5 cây 5 màu 55.000. Đúng rồi. 4 cây 4 màu 55.000 chứ. Cái chống nắng này vừa mặt vừa body được nha chị nha, 65.000. Cái chai chống nắng này là vừa mặt vừa body được 65.000 luôn nha chị nha. Đây. Vừa xài được mặt vừa xài body dạng xịt luôn sướng lắm, xịt xịt ra thôi. Áo thì nó tóc đi chị.
Rồi cái này kem che khuyết điểm giùm em luôn á chị, phấn nước che kem che khuyết điểm nè, có đúng một hộp thôi. Còn đúng một MC luôn 70. Rồi phấn che khuyết điểm giùm em luôn 70 nha, còn đúng một hộp nha mấy tình yêu ơi. Tặng luôn á cây bông phấn MC luôn 70. Phấn nước 70 che khuyết điểm cực tốt luôn ha. Ai lấy phấn nước 70 thì chốt. Rồi chì xé nè, còn mấy cây nè. Trời ơi 20 ngàn một cây. Mà xài biết khi nào cho nó hết. Rồi chị xé 20 ngàn một cây. Chị xé 20 ngàn một cây, chị nào lấy chốt giùm em nha. Nâu tay nè, cái màu Nhi đang xài nè. Nhi cũng đang xài cây này, 20 ngàn một cây. Rồi lên lông máy rửa mặt giùm em luôn 65 ngàn. Máy rửa mặt giùm em luôn 65 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Máy rửa mặt 65 ngàn. Có đồ ngố không? Máy rửa mặt 65 ngàn, chị nào lấy chốt giùm em nha. Một chống nắng cho chị Hoa Nguyễn dồn lên. Một chống nắng Hoa Nguyễn 65. Rồi máy rửa mặt cho em luôn 65 ngàn, chị nào lấy chốt giùm em. Ờ cái này gì đây. Rồi cái này phấn mắt đó chị, phấn mắt nha. 2, 4, 6, 9 ô. Rồi xe luôn 40. Phấn mắt 40, 9 ô. Cái gì? Đây. Đó có nhũ với mấy chị luôn nè. Rồi phấn mắt 9 hộp à, 9 ô mấy chị 40 ngàn thôi. Này còn 2-3 cái nè. Chị nào lấy phấn mắt thì chốt nha, 9 ô 40 ngàn. Cái này đi đâu bỏ túi xách nó tiện lắm mấy chị. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh á, đi đâu mình dậm vô, chứ ở nhà thì mình mua cái bự. Đi đâu mình xài cái nhỏ nhỏ này thôi cho tiện ha. Rồi ai lấy phấn mắt 40 thì chốt nha, 9 ô giùm em. Rồi bấm mi. Bấm mi 35 ngàn. Bấm mi 35 ngàn, mascara 50. Bấm mi 35 ngàn, ai lấy bấm mi chốt giùm em luôn bấm mi. Rồi lấy bấm mi chút giùm em mã bấm mi mấy chị 35 ngàn. Chị nào mới vào chia sẻ bài giùm em mọi người nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị mã sọc xanh nè. Sọc xanh này cho em luôn 50. Sọc xanh 50 với 57 kg nha, ai lấy sọc xanh thì chốt nè. Sọc xanh 50 với 57 kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, sọc vàng 50. Ờ quên sọc đỏ chứ. Sọc đỏ giùm em luôn 50 mấy chị với 57 kg nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn sọc vàng nè. Sọc vàng 50 với 57 kg nha, lấy sọc vàng chốt giùm em luôn mã sọc vàng. Rồi quần ngố đang còn các size S mấy chị ơi, ngố S. Ngố S giùm em luôn 99 ngàn nè. Ngố S 99 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Rồi ngố M giùm em luôn 99 ngàn. Ai lấy ngố M thì chốt, cái này là sắm chuột nha. Ngố M giùm em luôn 99. Tiếp giùm em luôn bạc CS giùm em luôn 99 ngàn. Bạc CS 99 ngàn, ai lấy bạc chốt bạc. Rồi đen này em còn SML cho em luôn mấy chị 99 ngàn nè. Chị nào lấy ngố đen chốt giùm em luôn ngố đen nha. Ngố đen SML giùm em luôn 99 ngàn. Ai lấy ngố đen chốt ngố đen. Mấy giờ rồi ta? Sao mừng yên sớm vậy ta? 1:48. Sọc vàng sọc đỏ cho Dung Nguyễn. Sọc vàng sọc đỏ Dung Nguyễn. Áo thái với chị chắc xịn lắm. Rồi lên quần hai màu giùm em luôn S với L nha, 99 ngàn. Quần hai màu giùm em luôn S với L 99 ngàn. Ai lấy quần hai màu thì chốt nha. Áo thái 50 ngàn một áo nha mấy chị, chắc thôi bị nhức nách luôn nè. Sọc xanh sọc vàng cho mình. Ơi, sọc xanh. Còn một cái sọc xanh thôi. Còn một cái sọc xanh thôi nha chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn là mã sọc môn nè. Sọc môn giùm em luôn 50, ai lấy sọc môn thì chốt nha, sọc môn 50. Sọc môn 50 cái này thun thái hết nha mấy chị, chắc rất là xịn. Rồi xanh đậu, bật thêm cái bóng đèn đi sao tối hết đâu. Rồi môn này cho em luôn 50 nè, môn 50. Môn 50 với 56, 57 kg nha. Môn 50. Rồi tiếp cho em luôn là hồng 50, chị nào lấy chốt nha chị. Hồng 50 với 57 kg. Hồng 50 với 57 kg nè.
Rồi tiếp giùm em luôn là cam 50 này. Chị nào lấy cam chút cam nè. Cam 50 nè. Mấy này thun thái nha mấy chị, xịn giả mang luôn. Rồi tiếp giùm em luôn sọc cam tay dài 50. Sọc cam tay dài giùm em luôn 50. Ai lấy sọc cam thì chốt nha. Sọc cam tay dài 50. Rồi tiếp cho mấy chị luôn là sọc xanh 50 luôn nè. Sọc xanh đậu 50 nè. Ai lấy sọc xanh đậu chốt giùm em luôn. Sọc xanh đậu 50 thun thái tay dài 57kg lại mang vừa nha. Rồi tiếp giùm em luôn mã cam nè. Cam 50 với 57kg thun thái. Cam 50 với 57kg nha. Chị nào lấy cam chút cam. Cam 50 với 57kg. Rồi quần leggy năng mông mấy chị SML 85.000. Quần leggy năng mông nha mấy chị SML 85.000. Ai lấy quần leggy năng mông thì chốt nha. SML 85. Rồi vàng giùm em luôn mấy chị 50 với 57kg nè. Chị nào lấy vàng chút vàng nè. Vàng 50 với 57kg. Tiếp giùm em luôn mã bò. Ai lấy bò chút bò giùm em luôn mấy chị 50. Bò 50. Rồi cái này tắm trắng chanh giùm em luôn mấy chị, còn 2 hộp. Rồi xả luôn 35.000. Tắm trắng chanh, limon xả luôn 35.000 đi. Còn 2 hộp à. Cho xem lại hồng với. Cái này mỹ phẩm với con ớt em sale luôn cho nó hết không mấy chị. Vàng 50 cho vitamin gây mê. Dịp nghỉ. Vàng 50. Hồng xem lại nè chị, hồng 50 nè. Ai lấy hồng chút hồng nha hồng. Tắm trắng chanh nha mấy chị, xả luôn 35.000 xếp nè. Còn gì xả nó đi. Nó có màu môn nữa nè, hồng với môn nè. Hồng môn 50, chị nào nó chốt hồng môn 50 nha. Rồi xanh mạ giùm em luôn 50 với 57kg nè. Ai lấy xanh mạ chốt giùm em luôn xanh mạ nè. Rồi mặt nạ giùm em luôn 10. Hồng cho lên đi. Hồng cho lên đi. Mặt nạ giùm em luôn 10 miếng 50.000. Ai lấy mặt nạ chốt giùm em luôn mặt nạ nè, 10 miếng 50.000 nè. Mặt nạ 10 miếng 50. Rồi sữa tắm Coco ba hoa giùm em luôn siêu thơm 49.000. Sữa tắm 49.000 Coco mấy chị, ba hoa này thơm dã man luôn á. Sữa tắm 49 nha, ai lấy sữa tắm thì sữa tắm đi. Sữa tắm rồi nạ môi 5.000 một cái. Ai lấy nạ môi chút giùm em nạ môi. Chốt hai sản phẩm đi đơn nha. Xanh mạ cho hoa ngô. Môn đào liên xanh mạ hoa ngô. Rồi tiếp giùm em luôn mã hồng xinh tươi nè. Rồi lên cho em luôn mã hồng. Ai lấy hồng chút hồng giùm em nè. Rồi hồng luôn cho em luôn 50. Áo thái này mặc sướng thấy mồ luôn. Sọc đỏ đang mang chị nào lấy chốt nha. 50 còn cái này sọc đỏ 50 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là cam 50. Cam 50 hồng 50 mấy chị với 57kg mang vừa. Cam 50 hồng 50 chốt giùm em mã trắng nè. Trắng phối nè. Trắng giùm em luôn 50 với 57kg nha. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng. Xanh đậu gấu theo. Xanh đậu 50. Xanh đậu 50. 18-49 cho Lê Hiền. Sữa tắm 49 Lê Hiền. Trời ơi thơm lắm, chai bao to luôn á mấy bà. Rồi cái bò này dễ thương lắm mấy chị. Bò 50 với 7-58. Bò 50.000 với 5-7-58. Chị nào lấy bò chút bò. Rồi khoác này hàng kaki nhung nha mấy chị. Còn cái xà lũ luôn 70 nè. Rồi cái này khoác kaki nhung nha. Còn cái sale luôn 70. Rồi khoác kaki nhung còn cái sale 70. Lấy kẹp để bán ra. Sữa tắm 49.000 nha chị. Sữa tắm 49.000. Trời ơi chai to mà rẻ. Mà em nói mấy chị là nó thơm nứt mũi luôn á. Rồi xịt bưởi dưỡng tóc giùm em lố kẹp nè kia kìa. Tầng thứ hai. Rồi xịt bưởi giùm em luôn 40.000. Xịt bưởi giùm em luôn 40.000 dưỡng tóc kích thích mọc tóc nha mọi người. Thơm lắm 40 thôi. Xịt bưởi 40. Rồi sữa dưỡng thể giùm em luôn mấy chị, xe luôn 50.000 luôn. Sữa tắm cho bà nội nhỏ lên số đó chị. Sữa tắm 49 bà nội nhỏ nè. Chốt hai sản phẩm bất kỳ đi đơn không dồn đơn nha mọi người. Một like đi đơn luôn giúp em Nhi nha. Rồi dưỡng thể siêu thơm luôn mấy chị 55.000. Dưỡng thể 55.000. Rồi cái này chốt giùm em mã phối cam. Bà nội nhỏ lên số đi chị ơi. Phối cam 50 với 57kg. Phối cam 50 với 57kg hay lấy phối cam thì chốt nè. Rồi xếp kẹp em còn một xếp luôn mấy chị, xếp kẹp nè. Xếp kẹp 45.000, bao rẻ, một kẹp, hai kẹp.
Rồi ba kẹp cho mấy chị luôn với hai cái cục tóc nữa nè, mà em có bán có 45.000 thôi, còn đúng một set nha. Chị nào lấy set kẹp thì chốt nè, này dễ thương lắm, ngọc trai đồ bao xinh luôn. Rồi set kẹp 45.000 dưỡng thể cho ba đường nhỏ luôn, 54 nha mấy chị, sale lỗ luôn 45, dưỡng thể 50, thơm lắm, có đó thơm lắm. Rồi sữa mặt trà xanh trắng da trị mụn giùm em 95.000, em sale luôn 50. Rửa sữa rửa mặt trà xanh trắng da trị mụn nha mấy chị, kêu lỗ luôn 50. Hả? 50. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị, xét kẹp. Rồi kẹp cái này bình thường mấy chị mua 5.000 đúng không? Em Nhi bán 3.000 thôi. Rồi kẹp giùm em luôn 3.000 trong suốt thôi, bị đẹp. Bình thường ra ngoài mấy chị mua 5.000 mà màu đen, màu nâu ấy, em Nhi bán trong suốt luôn 3.000 một cây. Còn mấy cái à? Rồi kẹp 3.000. Kẹp gì Thanh rồi nha. Rồi chốt giùm em kẹp 3.000. Với Nhi lên đây chọn trung đen mà lỡ chọn ba áo xanh đầu. Nhi lên shop lấy cho mình gửi lại bớt một áo xanh đầu được không? Ai? Lên đi. Coi thử bỏ cái xanh đầu ra đây. Đấy. Xanh đầu đó. Chỉ kêu là lỡ chọn ba cái xanh đầu bây giờ. Bỏ một cái đó ra đi. Rồi nó kẹp 3.000 chốt cho mấy chị, kẹp cua 3.000. 2, 4, 6, 8. Rồi bộ cỏ 8 cây giùm em luôn siêu mềm nha mấy chị. Bộ cỏ 8 cây 65.000. Ai lấy bộ cỏ chút giùm em luôn bộ cỏ nè. Bộ cỏ 8 cây nha mấy chị ơi, 65.000. Ai lấy bộ cỏ chút bộ cỏ. Vàng này đẹp quá trời luôn nè. Rồi vàng giùm em luôn 50 với 57kg. Vàng 50 với 57kg. Vậy nào lấy vàng chút vàng giùm em nè. Vàng vàng 50 với 57kg hay lấy vàng chút vàng ha. Lấy chị cái khẩu trang vải kia đi à, tặng cho mấy chị nào mà đi làm như này đi kia đi coi đây coi. Kẹp gì? Kẹp gì? Kẹp 45 á hả? À lấy kẹp 3.000 thì chốt nha mọi người. Rồi giấy giùm em luôn nè, mã giấy nè. Giấy một cục này là 300 tờ mấy chị, 5.000. À nó mã giấy chút giùm em luôn mã giấy. Rồi cái này là khẩu trang mấy chị, khẩu trang khẩu trang vải nha. Khẩu trang vải này chị nào đi làm hay sao mà đeo thì đeo để em tặng luôn. Khẩu trang vải mọi người. Đây. Khẩu trang vải cái này nam nữ thì xài được nha mọi người ha. Khẩu trang vải nè. Giờ em bịch vô mất công rồi kêu tặng không được nữa thôi. Mấy chị nhìn về giùm em đi ha. Ai lấy thì chốt nha mấy chị. Quay ai lấy thì em tặng luôn. Nó có màu nu nu này. Rồi có bình lộn xộn này, màu đen, màu bò, màu trắng lộn xộn nè. Má tặng chị nào lấy thì chốt đi, chứ lại có màu trắng nữa nè. Cứ một bịch là 10 cái nha. Ai lấy thì chốt đi làm đi, đồ đeo nó giãn dễ thở. Vàng cho giao liêu. Cái gì? Vàng áo vàng. À, này vàng. Ai lấy thì em tặng nha. Rồi xanh đậu này cho em luôn 50 mấy chị, với 56 nó 7 kg nè. Ai lấy xanh đậu chút xanh đậu nè. Cái này nó mềm mịn lắm, mềm mịn lắm đó chị. Nào màu trắng nè. Không ăn nu cho Ngọc Trúc. Rồi Ngọc Trúc này cho chị bịch nè. Má tặng đi, chị nào lấy tặng chút tặng giùm em nha. Này, dày nha, coi giãn dễ thở mấy chị nè. Nam nữ đi xài được ha. Em có màu trắng với màu nu đó, chị nào lấy thì chốt. Lấy đi rồi em tặng luôn. Ai xài? Ăn vải cho Trinh Trinh. Rồi Trinh Trinh có bịch nu nè. Ai lấy thì em chốt thêm ha. Cái này còn mấy cái em tặng cho mấy chị luôn. Rồi cam dùm em luôn 50. Mấy cái khẩu trang vải đi cho Thanh Đối Hà. Thanh Đối Hà cho chị bịch nè. Bịch, bịch lụn xộn này đi nè. Mình lụn xộn đi mấy chị. Về có cho đàn ông cho chồng thì lấy màu đen với màu xám màu nu vậy. Còn mình thì màu xám. Ai phút bột nó kìa. Còn bịch nu nè, còn bịch nu với lại trắng nha. Chị nào lấy thì em chốt. Rồi cái này cam giùm em luôn 50. Cam 50. Cam 50, chị nào lấy cam chút cam 50 với 60kg. Cam 50 với 60kg nè. Bò giùm em luôn 50 với 55-56kg. Bò 50 với 57kg. Sướng nhỉ. Chiều chị ghé lấy giao liêu. Bò 50 mấy chị với 57kg, hay lấy bò chút bò nè. Rồi mã chữ cho Út Nhị.
Rồi, tặng cho chị Bình nè, phúc vậy nè. Mà màu trắng, khẩu trang vải cho gì không? Khẩu trang vải màu trắng. Lại kia có không cha? Trong bịch kia còn đúng không? Bịch nó phân sẵn được phải không? Chị cái bịch phân sẵn. Tặng cho xin bơ cục nè. Cục là 10 cái. Cái đó có sẵn chưa? Cái này là cái lạnh. Cất vô, cất vô. Đi đây cái này. Khẩu trang nu cho Lê Hiền. Cái này lộn xộn nha, trắng nu vậy nè, cho Lê Hiền nè. Nè đưa đưa, ủa phải. Nè cái này phân đi, rồi em còn màu trắng thôi, chị bỏ cho chị thăm cái, mấy cái, 10 cái. Cái này đàn ông xài cũng được cái chị, nó co giãn thoải mái, dễ thở, nhẹ nhàng, dày nha. Em còn màu trắng thôi, có chị nào lấy thì em tặng luôn, còn ít là tầm 3-40 người, ốc quên. 3-4 người nó to lẻ. Lại luôn. Rồi chữ giùm em luôn 50, chữ 50. Chữ 50 với 56 nó 7 kg nha, chị nào lấy chữ chút chữ nè. Chữ 50. Quần lấy ghi có chị nào lấy thêm không? Thêm một bệnh như vậy là 10 cái rồi. Lấy ghi năng mông giùm em đi mấy chị, SML 85.000 nè. Ai biết coi lại đi chứ ai biết. Rồi ai lấy mở gấu chút kìa em mở gấu. Gấu giùm em luôn 50 mấy chị với 56 nó 7 kg nha. Chị nào lấy gấu chút gấu giùm em nè. Gấu 50 với 56 nó 7 kg. Ờ cứ một sắp lên 10 cái bỏ. Xíu coi lại. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị xám suy mờ nè, cái này coi giảm nha, còn cái xin đo chưa? Em sale cho mấy chị luôn 100.000. Rồi xám suy mờ cho mấy chị ha, quần thêm cái cam. Cái bảo xuyên, lấy màu nuôi đúng không? Có trắng thôi, lấy trắng đi mấy chị, lấy trắng đi. Bỏ trắng cho chị đi. Trắng rồi, mà chị Lai Nguyễn trắng luôn nha chị ơi, Mỹ Linh trắng luôn nha. Trắng nha. Ai có đơn rồi em tặng luôn nha, không có đơn rồi sao tặng nha. Lai Nguyễn là đem về nhà em á hả? Rồi quần CM giùm em luôn á chị, 100.000 còn cái nè. Rồi cái này lên cho em luôn mã đẹp nè, SML nè. Coi đi chứ ghi được xíu nó không có mà tặng cho người ta nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn SML nè, SML 120.000. SML giùm em luôn 120, chị nào lấy chốn á chị, quần mã đẹp. SML giùm em luôn 120. Rồi ai lấy của trang em bé thì chốt với mấy chị nha. Của trang em bé một hộp 10 cái 20.000. Của trang em bé giùm em luôn một hộp 10 cái 20.000 nha. Ai lấy của trang em bé thì chốt nè. Cái gì? Cái trang này. Hết rồi. Rồi mấy chị có mua chân váy không mọi người? Nãy giờ em chưa like chân váy á, có ai mua chân váy không? Xanh đậu cam 50 cho Nguyễn Thảo. Cam này đúng không chị ha? À phải cam này. Cam này với lại xanh đậu này Nguyên Thảo nè. Ai lấy mở gấu chút giùm em mở gấu 50. Gấu giùm em luôn 50 với 55-56 kg nha. Ai lấy gấu chút gấu. Ôi vàng em còn cái, chị nào lấy vàng chút vàng nè. Vàng 50 hả? Xanh đậu cam mà. Đó xanh đậu với cam. Rồi vàng giùm em luôn 50 mấy chị với 55-56 kg nè. Chị nào lấy vàng chút vàng giùm em nè. Đây mặc cái gì lộn xộn lung tung vậy đây nè. Gấu cho chị Thúy An Nguyễn. Gấu Thúy An Nguyễn nè. Một khẩu trang bé cho Thanh Đối Hà. Chỗ đó còn không? Lại lấy. Rồi cho mình xem xanh đậu mới cầm lên đi. Xanh đậu mới cầm hả? Cái nào trời? Cái này hả? Cái này bao nhiêu một cái vậy em? Cái gì vậy? 50.000 một cái chị, gấu hết rồi qua lấy khác nè. Rồi qua cho em luôn là xanh đậu viền nè. Xanh đậu viền giùm em luôn 50 nè. Xanh đậu viền giùm em luôn 50. Dưới 55-56 kg nha. Lấy xanh đậu viền thì chốt nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã cam. Tiếp giùm em luôn mã cam.
cam 50 với 55kg nha. Chị nào lấy cam chút cam cái này áo Thái nha mấy chị. Chắc đã lắm. Rồi tiếp giùm em con mã trắng nè. Trắng 50 nè. Trắng 50 với 55-56kg nha. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Sọc năng mang còn cái đi người. Chị nào lấy sọc chút sọc vô em Nhi nha. Sọc. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh đậu thú nè. Xanh đậu thú giùm em. Xanh đậu thú 50. Xanh đậu thú 50 mã sọc. Gấu hết gấu rồi chị Mỹ Linh ơi. Rồi thun thái đã lắm luôn á mọi người. Xanh đậu viền để mình luôn. Xanh đậu viền nè. Của ai? Lê Ly. Xanh đậu viền nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là sọc. Sọc 50 với 57-58kg nè. Để sọc chút sọc nè. Sọc 50 nè. Rồi môn giùm em luôn 50 với 60kg nè. Chị nào lấy môn chút môn nè. Rồi cái này trắng đen tiên của rất tốt. Chị có cái xe lung 35. Đen tiên 35.000 dưới 57kg có cái nè. Đen tiên 35 với chị với 57kg nè. Lấy đen tiên thì chốt nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã dây 30.000. Mã sọc chú nhị. Sọc bút nhị nè. Trời ơi chắc tịnh lắm luôn mấy bà ơi. Nè. Có cái trò bịch kìa. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã dây. Dây 30. Dây 30 với 55kg nè. Dây 30 với 55kg. Chị nào lấy dây chút dây. Dây 30 với 55kg. Rồi hồng giùm em luôn 35. Hồng 35 Morris nha. Hồng 35 mấy chị dưới 50kg nè. Hồng 35 với 50kg thì đủ không? Đủ dư. Ờ nhiều hả? Ờ thôi để xíu nữa con mấy gì có thiếu không? Rồi hồng 35 thôi, dưới 50kg bô riếp luôn á. Hồng 35. Rồi dây bò này em xê luôn 25.000, dây bò 25.000. Dưới 55kg nha. Dây bò 25.000 với 55kg nha, lấy dây bò đi chốt nè. Dây bò 25. Rồi tẩy giày đi mấy chị, tẩy giày luôn sướng sức nhất nách luôn nè, chờ 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 nhất hiểu. Rồi tẩy giày 25.000. Ai lấy tẩy giày thì chốt nha. Khi nào tính rồi cái ghi chuyện đủ vô có xíu nữa cái chốt đi, cái tính lại nữa. Hết rồi, tính hết rồi đó. Tiếp tục kia kìa. Dây xanh có gì ra nè. Có. Dây xanh cho dây xanh 30 nè. Đức Mi Cha Nha. Dây xanh 30 nè. Rồi hoa này cho em luôn 30. Cái này có cái em bán không cho hết cho rồi. Xanh đậu viền gấu cam. Xanh đậu viền hết rồi chị ơi. Gấu xanh... cam còn không? Hết luôn rồi. Cam hết luôn chị ơi. Chị Bích Hạnh không có cái nào bộ hết. Bộ xíu qua cái áo khác cho. Nãy giờ có lên áo sắc nách hay thun giấy không chị? Thun giấy giờ lên luôn sắc nách hết rồi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn hoa 30 đi với 55kg nè. Hoa 30 với 55kg rồi lấy hoa chút hoa nè. Rồi tiếp giùm em luôn mã dây hồng 30. Dây hồng giùm em luôn 30 với chị với 55kg nè. Ai lấy dây hồng chốt giùm em luôn dây hồng nha. Dây hồng 30 với 55kg. Dây đen 30 nè. Dây đen luôn, dây đen dây hồng 30 với 55kg nè. Một chai sữa rửa mặt trà xanh cho đất ma đi. Ok chị nè, sữa rửa mặt 50 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã hồng 40 nè. Hồng Boris 40 dưới 50kg. Hồng 40 Boris nha, dưới 50kg nha, lấy hồng chút hồng nè. Rồi gọi bồ kết xả chanh lên bưởi gọi chị gầu chị nắm rụng tóc với chị 40. 300ml nha, gọi 40. À lấy gọi chút gọi giùm em luôn 40. Rồi set son xịn sò luôn mẫu mới 4 cây, 4 màu 75.000. Set son 4 cây 4 màu 75.000, chốt giùm em mã set son. Rồi vàng phôm rộng này cho em luôn 35.000 với 60kg nè. Vàng 35 với 60kg vậy nào lấy vàng chút vàng nha. Vàng 35 với 60kg nè, lấy vàng chút vàng giùm em nè. Vàng phôm rộng mấy chị 35.000 với 60kg. Rồi áo bò này cho em luôn 50. Bò thun thái 50. Bò 50 nha mấy chị, bò 50 với 56kg nè. Bò 50. Tiếp giùm em luôn mã cam để cho cam viền. Cam viền. Cam viền giùm em luôn mấy chị 50.000. Cam viền 50.000 với 56kg mã cam viền.
Thun Thái nha, xanh lạ giùm em luôn 50 với 56 kg. Xanh lạ 50 với 56 kg, mã xanh lạ. Tiếp giùm em luôn là mã phối phối vàng. Mã phối vàng giùm em luôn 50. Dưới 56 57 kg nha. À đây phối vàng chút giùm em mã phối vàng Thun Thái hết nha mấy chị ơi. Tay giày nu này cho em luôn 50 nè, body size co giãn nè, dưới 55 kg nè. Bo giày nu giùm em luôn 50 với 55 kg nè. Nu tay dài. Rồi môn giùm em luôn 50 với 60 kg, chị nào lấy môn chút môn. Đơn chị đi chưa? Bả Tân Nguyễn đi. Bả Tân Nguyễn. Ở ai? Rồi gọi cho chị lên đây 40. Gì? Là gọi 40, 49 rồi. Gọi 40. Bảo Trang Nguyễn đơn chị có ai gọi chốt cho chị chưa? Dây hồng dây đen cho Đức Ly Chelia. Dây hồng dây đen mỗi cái 35 nè. Có sữa tắm gì chị chị có luôn, đợi xíu chị. Lấy Chanel cho chị đi, với lại cái loại 99 em. Thơm nứt luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn, dây xanh còn cái này 30 nè. À lấy dây xanh chốt giùm em luôn dây xanh đi, với chị còn 30 còn cái hết luôn dây xanh. Rồi sọc cam này cho em luôn 50. Sọc cam 50. Sọc cam 50 với chị với 57 kg nha, lấy sọc cam thì chốt rồi sữa tắm ngựa đem về đây chị luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Kẹp 3.000 một cây, chị nào lấy kẹp chốt kẹp. Chốt đơn 100.000 đi đơn nha mấy tình yêu ơi. Kẹp 3.000 một cây, chị nào lấy kẹp chút kẹp giùm em. Lấy cho chị cái ủa nãy cái keo rửa tay em có đem vô đây chưa? Xanh lạ cho Nguyễn Thảo. Cái gì xanh lạ nó quên bà. À áo áo áo. Xanh lạ này, Thun Thái Nguyễn Thảo này. Serum, serum cho chị luôn. Chai vàng vàng. Ờ đúng rồi. Rồi cam này cho em luôn 50 mấy chị, dưới 56 57 kg nè. Chị nào lấy cam chút cam giùm em nè. Cam 50 dưới 56 57 kg nha, lấy cam chút cam nha. Mã cam nè. Rồi trắng này cho em luôn 50, chị nào lấy trắng chút trắng. Trắng 50 mấy chị dưới 56 57 kg nha. Rồi bò đẹp luôn nè, ai lấy bò chút bò. Sọc cam cho Đức. Rồi sọc cam cho cái gì? Đức Mecaria. Ờ à, Đức Mecaria gì? Rồi bò giùm em luôn 50, chị nào lấy bò chút bò nè. Bò viền 50 đẹp lắm mọi người, bò. Bò 50 Thun Thái nha, dưới 56 57 kg nè. Rồi con gấu này còn cái xanh đậu nè, chốt giùm em gấu xanh nè. Gấu xanh 50 nè, chị nào hỏi gấu này theo luôn nè, Thun Thái nè. Gấu xanh 50 với 56 57 kg nè, lấy gấu chút gấu nè. Dí giùm em luôn mã sọc xanh có nón tay dài luôn 50. Thun Thái. Chắc này không xù, không nhăn, không xệ gì nha mọi người. Rồi sọc xanh giùm em luôn mấy chị, 50. Dưới 56 57 kg nè, lấy sọc xanh, sọc xanh nè. Sọc xanh, sọc xanh. Rồi lên luôn sữa tắm Chanel siêu thơm luôn nha mấy bà. Sữa tắm Chanel giùm em luôn 75.000 nè. Cái này người ta bán 120 em sale luôn 75 đi. Sữa tắm 75.000 siêu thơm luôn nha mấy bà ơi. Sữa tắm Chanel, chốt giùm em sữa tắm 75 đi, thơm lắm. Sữa tắm 75.000. Rồi sữa tắm này 99.000. 500ml chai to thơm nứt luôn ấy. Rồi sữa tắm này cho em luôn 99, sữa tắm 75. Rồi cái này sữa tắm ngựa giùm em luôn 25. Sữa tắm ngựa cho em luôn 25, cho chị sữa tắm ghi like luôn, ai mua gì mua. Rồi sữa tắm Coco này cho em luôn là 49. Đó, ba dòng thơm bên Nhi ha. Sữa tắm 49, sữa tắm Coco 49. Lấy cái nào thì chốt nha mọi người. Rồi lên kêu rửa tay giùm em luôn mấy chị 35.000 nè. Giờ em bán cho mấy chị luôn 10.000. Kêu rửa tay khôi mấy chị mini ha, bỏ vô túi đi đâu rồi này kia nó tiện. Rồi cái này chốt giùm em rửa tay 10.000. Rửa tay 10.000, ai nó rửa tay chốt giùm em rửa tay.
Rồi ủ tóc siêu thơm cho em luôn mấy chị, ủ bơ này, ủ bơ cho em luôn 65.000 nha. Chị nào lấy ủ bơ chút giùm em luôn, ủ bơ 65. Ai lấy ủ bơ chốt nha mọi người ơi, kính trắng này siêu đẹp luôn mấy chị, 55.000. Kính trắng này 55.000, chị nào lấy chốt nè, kính trắng kính đen nè. Kính trắng kính đen giùm em luôn mấy chị, 55.000 một kính nha. Kính trắng kính đen 55, chị nào lấy chốt. Ai chốt gì nữa không? Rồi đầm này còn cái mấy chị xe luôn 25.000. Đầm 25.000. Dưới 55kg mang vừa ha. Đầm 25.000 mấy chị, dưới 55kg mang vừa nè. Ai lấy đầm 25 thì chốt nè. Đầm 25. Rồi tiếp giùm em luôn đầm 25 cho Ngọc Trúc. Rồi ba lỗ hồng mấy chị, ba lỗ hồng 45.000 dưới 60kg nè. Ba lỗ hồng 45.000 dưới 60kg, hay lấy ba lỗ chút, ba lỗ nè. Ba lỗ 45 dưới 60kg nha. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, dây trắng dây nu 35.000. Dây vô riết bằng xịn luôn á. Rồi dây trắng dây nu giùm em luôn 35.000, chị nào lấy chốt nè. Coi giảng 55kg đó lại mang vừa. Dây trắng dây nu 35. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, mã 3D. 3D Thái còn cái là xả luôn 35.000 đi dưới 60kg nè. 3D mấy chị 35.000 dưới 60kg. Như đơn cho chị nha, có điều một chút. À lấy 3D chút, 3D này một chút cũng nhớ hả? Rồi sơ mi vàng giùm em luôn mấy chị 50.000, sơ mi vàng lụa đẹp lắm. Sơ mi vàng lụa này cho em luôn mấy chị 50 với 55 với 6kg. Sơ mi vàng lụa giùm em luôn 50 với 55 với 6kg nè. Sơ mi vàng 50. Cái gì hết cái đó mình lấy cái bịch gì mà tiết kiệm vậy ba? À. Rồi Alex sơ mi xám chút giùm em luôn, sơ mi xám 50. Sơ mi xám 50 mấy chị dưới 55 đến 6kg. Chốt nha Hồng, nữa thì nghỉ. Đưa cái đồng một ở đây hở, đồng một nhiều không? Bỏ qua đây. Rồi tiếp che cái điểm này giùm em luôn mấy chị, 35.000. Tiếp che cái điểm che hình xăm giùm em luôn 35, chị nào lấy chốt này còn tiếp nè. Che cái điểm giùm em luôn 35. Rồi kính mã xịn này cho em luôn mấy chị 60.000. Chốt giùm em luôn mã xịn 60 nha, chị nào lấy kính chút kính nè. Kính mã xịn này cho em luôn 60. Hai con trắng là hơi bị đẹp luôn mà, có mỗi người có cá thôi. Rồi trắng này cho em luôn 50 mấy chị, trắng 50. Trắng 50 với 57kg nha, chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 50. Rồi tay dày trắng này cho em luôn 50. Ai lấy tay dày trắng thì chốt với chị 50.000. Xe nó sọc cái xoay luôn chị. Sọc gì ta? Dưới đó có chị. Này hả? Sọc có cổ này, em đang xe 35 nè. Ai lấy sọc cam chút giùm em luôn, sọc cam 35 nè. Sọc cam 35 nha, với 55kg nha. Sọc cam 35 với 55kg nè, sọc đen, sọc vàng nè, sọc bò nè, 35.000 à. Cái này phom cờ rất tốt á, chị nào lấy thì chốt nha, 35.000. Rồi mấy chị có chốt thêm nữa không thì em nghỉ nha mọi người ơi.
nghỉ nha. Ai có đơn thì giữ máy cho em, bên em gọi điện chốt đơn nha. Có còn ai chốt gì nữa không Phượng? Nghỉ nha mọi người, bye bye mấy chị, nhớ giữ máy giùm em nha.